Nội dung đầu tiên trong buổi học tối nay thì chúng ta nói về theo dõi hệ thống, theo dõi hệ thống. Monitoring nha, theo dõi hệ thống. Thì khi mà chúng ta nói chúng ta quản trị một cái hệ thống rồi đó, ví dụ như đây ta nói ta quản trị hệ thống công nghệ thông tin, thì muốn thực hiện tốt cái việc quản trị đó thì chúng ta phải phải biết được là hiện nay hệ thống chúng ta như thế nào, ngày hôm qua bữa trước hệ thống chúng ta hoạt động thế nào, có sự cố gì hay không, vân vân. Thì như thế thì chúng ta mới quản trị được hệ thống. Giống như ta nói giờ chúng ta làm quản lý một cái công ty, chúng ta không biết được là công ty chúng ta hiện nay có bao nhiêu nhân viên, đúng không? Rồi tình hình doanh thu thế nào, vân vân. Thì làm sao chúng ta quản lý được cái công ty đó? Thì cái hệ thống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta muốn quản lý tốt đó, thì chúng ta phải theo dõi đó, theo dõi đó. Thì phần đầu tiên của cái chương thì chúng ta nói về theo dõi hệ thống. Phần tiếp theo là chúng ta nói về các cái tập tin nhật ký của hệ thống, các log file. Động lực ha, động lực motivation, động lực để mà theo dõi hệ thống, như là nôm na là chúng ta theo dõi hệ thống để làm gì, chúng ta theo dõi hệ thống để làm gì, nhanh chóng ha, phát hiện và xử lý các sự cố. Ví dụ như chúng ta hệ thống mạng của công ty chúng ta không vô được internet thì chúng ta phát hiện được nhanh chóng, phát hiện được và chúng ta xử lý nó. Thứ hai là xác định được cái nguồn gốc, cái nguyên nhân của sự cố. Thứ ba đó là từ đó ta dự đoán nha, dự đoán và tránh được các sự cố trong tương lai. Và cuối cùng đó là ta thu thập dữ liệu, ta theo dõi hệ thống để ta thu thập dữ liệu để chúng ta phục vụ cho cái công việc quản trị hệ thống của chúng ta. Về quản trị hệ thống thì nó sẽ có hai cái hình thức. Hình thức đầu tiên đó, xin lỗi, về là theo dõi hệ thống đó, thì nó có hai cái hình thức theo dõi. Hình thức theo dõi đầu tiên đó là chúng ta thu thập về cái dữ liệu lịch sử, thu thập về dữ liệu lịch sử, có nghĩa là chúng ta thu thập thông tin dữ liệu của hệ thống chúng ta ngày hôm qua, từ rồi tháng trước năm kia đó hoạt động như thế nào. Để làm chi vậy? Để mà chúng ta thống kê nha, chúng ta thống kê và chúng ta sẽ chuẩn bị hệ thống, cho chuẩn bị cái khả năng của hệ thống để mà chúng ta đáp ứng được các công việc trong tương lai, đúng không? Nếu như ta học lịch sử để làm gì, rút kinh nghiệm để hướng tới tương lai, không thì chúng ta thu thập cái dữ liệu về cái lịch sử hoạt động của hệ thống chúng ta để ta biết được thời gian qua cái hệ thống của chúng ta nó hoạt động thế nào, để mà chúng ta có những cái chuẩn bị để mà chúng ta làm cho hệ thống chúng ta nó hoạt động tốt hơn. Ví dụ đây là một cái biểu đồ mà người ta theo dõi được cái dung lượng mạng, cái truy cập mạng của một cái trường đại học. Người ta thu thập dữ liệu ha. Thì dựa vào cái dữ liệu thu thập được thì người ta có thể thấy được rõ ràng là từ tháng 5 cho tới tháng 8 thì lượng truy cập mạng ở cái trường này nó giảm đột ngột. Do đơn giản là nghỉ hè. Từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 1 thì cũng giảm, lý do là nghỉ Tết, đúng không? Nhưng mà trước khi nghỉ Tết và sau nghỉ Tết thì nó tăng lên rất là nhiều. Còn thì dựa vào cái tình hình truy cập mạng này thì cái anh quản trị mạng của chị hệ thống của cái trường đại học này, chúng ta phải có những cái biện pháp để mà chuẩn bị tốt, mong làm cho hệ thống mạng nó không bị nghẽn gì đó, vân vân. Đó là hình thức đầu tiên, thu thập về cái lịch sử hoạt động của hệ thống. Cái hình thức theo dõi thứ hai đó là theo dõi real time, theo dõi thời gian thực, theo dõi thời gian thực. Theo dõi thời gian thực tức là ta theo dõi ngay tại lúc này, tại thời điểm này nè, hệ thống chúng ta hoạt động như thế nào. Hình thức theo dõi vừa rồi đó là chuyện đã qua nha, chuyện đã qua. Còn ở đây là ta theo dõi thời gian thực, tại thời điểm này hệ thống nó hoạt động thế nào. Để chi vậy?
để cảnh báo cho kênh quản trị hệ thống ngay lập tức chỉ một sự cố nào đó. Ví dụ như cái website của công ty chúng ta mà nó sập không truy cập được thì chúng ta phải biết liền nha, quản trị hệ thống phải phải biết liền để làm gì, sửa chữa xử lý liền nha, chứ tránh trường hợp mà cái website công ty của chúng ta nó sập 3 ngày rồi mà chúng ta không hay, tới người dùng người ta không truy cập được, người ta mới la làng lên, thì lúc đó là nó sẽ thứ nhất là cái nó làm mất cái uy tín của cá nhân quản trị hệ thống và cá nhân cái công ty cơ quan luôn. Thứ hai là cái sự cố nó xảy ra lâu 3 ngày rồi chúng ta không có sửa chữa thì nó sẽ làm có những thiệt hại, đúng không? Như thế thì theo dõi thời gian thực để chúng ta ngay lập tức nha, ngay lập tức chúng ta biết được một sự cố nào đó trước khi mà cái người dùng, cái khách hàng người ta làm chuyện đó. Điều đó giúp chúng ta duy trì được cái uy tín nha, và giảm được cái thời gian mà cái sự cố nó bị diễn ra. Thì thông thường cái hệ thống theo dõi thời gian thực thì nó sẽ có 2 cái thành phần. Cái thành phần thứ nhất đó là theo dõi, và thành phần thứ hai là cảnh báo. Cái thành phần theo dõi này nó sẽ kiểm tra các cái trạng thái, đọc các thông báo lỗi, kiểm tra cái hệ thống con. Khi mà nó có phát hiện ra được một cái sự cố nào đó thì nó chuyển qua cái hệ thống cảnh báo. Cái nhiệm vụ của hệ thống cảnh báo này làm gì? Là nó nhận diện được sự cố và nó thông báo cho anh quản trị hệ thống biết. Qua bằng tin nhắn, qua email gì đó vân vân. Báo cho ta biết là cái sự cố là diễn ra để anh ta có cái solution, có giải pháp. Việc theo dõi thì thường thường là chúng ta sẽ theo dõi ở hai cái mức độ. Cái mức độ thứ nhất là theo dõi cái hệ thống nó còn hoạt động hay không. Ví dụ chúng ta coi cái hệ thống server còn đang chạy hay không. Hệ thống mạng có còn kết nối được hay không. Cái ứng dụng có bị lỗi gì không. Nghĩa là chúng ta theo dõi cái availability. Là cái availability đó là gì? Cái sự sẵn dụng của hệ thống, đúng không? Là coi là hệ thống có còn hoạt động hay không. Cái hệ thống này có thể là một cái server, hệ thống mạng hay là một cái ứng dụng. Cái hình thức theo dõi thứ hai đó là theo dõi cái capacity. Capacity ở đây là nghĩa là năm nào là cái khả năng, cái dung lượng đó. Ví dụ như mình theo dõi hiện nay là cái CPU của server là hoạt động hết được sử dụng bao nhiêu phần trăm, 80%, 70% thôi, vân vân. Băng thông mạng bao nhiêu phần trăm nha, bao nhiêu phần trăm nha. Nó chi tiết hơn ở trên ha. Này thì lướt qua thôi, cảnh báo ha. Khi theo dõi thời gian thực á, thì chúng ta nên theo dõi chủ động nha, không chỉ là chúng ta theo dõi và cảnh báo không, ta nên làm cái gì đó, đúng không, để xử lý sự cố nhanh. Như ta làm quản trị hệ thống, cái website nó sập, chúng ta được cảnh báo và biết được cái website nó sập rồi chúng ta không làm gì hết thì cũng không được, đúng không? Chúng ta phải có cái solution, có thể là cái giải pháp tạm thời thôi. Tạm thời là ví dụ như ta thông báo là hiện nay website đang sửa chữa đó, vân vân nha, rồi sau đó thì chúng ta phải xử lý triệt để đó, không mà làm được triệt để ha, triệt để đó là lâu dài đó, một sự cố một cái lâu dài đó. Khi chúng ta theo dõi hệ thống thì có một cái thông số chúng ta cũng thường theo dõi, cần phải theo dõi, đó là cái response time của cái dịch vụ hay là cái ứng dụng. Cái response time thì ta thời gian phản hồi nha, thời gian phản hồi. Thời gian phản hồi đó nghĩa là cái thời gian mà chúng ta khi mà chúng ta yêu cầu dịch vụ, đúng không? Đến khi mà chúng ta nhận được cái dịch vụ đó, phục vụ thành công. Ví dụ như ta đi mua trà sữa hay mua nước vậy, phải không? Ta dừng xe lại cái, tới lúc mà ta sắp đi được cái đi trà sữa chúng ta đi á, thì cái khoảng thời gian đó là cái response time của cái quán trà sữa. Thì trên ví dụ là một cái website đi, từ lúc mà ta mở trình duyệt web lên, chúng ta gõ địa chỉ vào, tới lúc mà ta lấy được website xuống nha, thì đó chính là cái response time. Thì chắc chắn là response time thì nó càng nhỏ thì càng tốt nha, càng nhỏ thì càng tốt.
Tất nhiên là tùy loại dịch vụ, phải không? Tùy loại dịch vụ thì nó bao nhiêu là phù hợp. Ví dụ như cái thời gian mà chúng ta load cái website xuống thì nó khoảng vài trăm mili giây, mili giây là ok, không? Nhưng mà thí dụ như giờ chúng ta có những loại ứng dụng, chẳng hạn như ứng dụng mà xe tự lái đi, không? Khi mà cái camera của trên chiếc xe mà nó phát hiện được cái vật cản, không? Nó gửi cái dữ liệu lên server, không? Rồi server mới đưa ra cái quyết định cho cái xe là đạp thắng hay tăng tốc gì đó. Mà thời gian này mà nó mà 1 giây 2 giây là không được, phải không? Mà nó phải tầm là 5-10 mili giây thôi, chứ còn mà lâu quá thì cái phản ứng nó sẽ không kịp. Thì trách nhiệm của chúng ta thì chúng ta nên quản trị hệ thống đó, thì chúng ta phải theo dõi được cái thời gian phản hồi của các cái thành phần trong hệ thống chúng ta, để cái thời gian phản hồi đó ở cái mức mà người dùng chấp nhận được. Rồi tóm lại thì phần theo dõi hệ thống thì chúng ta sẽ có 2 dạng theo dõi ha, 2 dạng theo dõi hệ thống. Dạng đầu tiên đó là thu thập dữ liệu lịch sử. Thu thập dữ liệu lịch sử là chúng ta thu thập dữ liệu những chuyện đã qua, đúng không? Để làm gì? Để chúng ta lên kế hoạch nha, lên kế hoạch chuẩn bị cho thời gian sắp tới để hệ thống chúng ta hoạt động tốt hơn, hoặc là chúng ta đưa ra những cải tiến gì đó. Cái hình thức thứ hai đó là theo dõi và cảnh báo thời gian thực. Mục đích là chúng ta phải phát hiện được một sự cố nào đó nhanh nhất có thể, và từ đó thì đưa ra cái giải pháp để đừng để sự cố nó xảy ra. Ví dụ chúng ta theo dõi hiện nay là cái CPU của cái server chúng ta đó nó lên gần 100% rồi, thì chúng ta phải có cách nào chúng ta phải nâng cấp hệ thống lên, chứ đừng để mà nó sập luôn thì đâu được, phải không? Đó là phần theo dõi hệ thống. Phần tiếp theo là chúng ta nói về cái chính sách về ghi nhật ký hệ thống. Policy là chính sách, không? Log là nhật ký, logging là ghi nhật ký, không? Thì trên các cái hệ thống công nghệ thông tin bao giờ nó cũng có những cái tập tin gọi là các cái log file, tập tin này là nhật ký, không? Log log file tập tin nhật ký, thì giống chúng ta ghi nhật ký chúng ta thôi. Nhiệm vụ của log file là làm gì? Nó ghi lại những cái sự kiện, đúng không? Ghi lại những cái sự kiện mà diễn ra trên hệ thống. Đây là cái nguồn thông tin quan trọng để mà chúng ta quản trị hệ thống, là xử lý các sự cố khi nó xảy ra. Khi các sự cố xảy ra thì chúng ta có thể tới cái log file để ta tìm hiểu coi là chuyện gì đã xảy ra cho hệ thống chúng ta. Từ đó chúng ta có thể tìm được cái nguyên nhân của sự cố và đưa ra giải pháp phù hợp. Nên cái log file rất là quan trọng, không? Bình thường mấy cái hacker mà nó tấn công vô các hệ thống đó, thì một trong những cái nhiệm vụ nó phải làm trước khi rời đi đó là nó xóa log file. Xóa log file để tránh bị truy vết. Thì log file thì nó là cái tập tin nhật ký, không? Nó ghi lại các cái sự kiện diễn ra trên hệ thống chúng ta. Nếu cái hệ thống mà mới triển khai, nha, hệ thống mới triển khai thì sao? Tập tin nhật ký nó chưa có gì hết. Rồi ngày qua ngày thì sao? Ngày qua ngày, ngày qua ngày. Thì tập tin nhật ký nó lớn lên nhiều lắm, tới một lúc nào đó nó quá lớn, không? Nó quá lớn chúng ta không thể nào để được ở trên hệ thống chúng ta nữa. Ví dụ trên server đi, ta không thể nào để cho server, không? Để hoài tại tập tin nó bự quá rồi, lớn quá, nhiều quá rồi. Thì có một số giải pháp, nó là gì? Chúng ta xóa ngay lập tức. Tất nhiên giải pháp này ta không được ủng hộ. Ví dụ giờ ta vừa xóa hôm nay ngày 3 tháng 8, chúng ta xóa cái log file ngày mai 4 tây, làm sao có sự cố xảy ra, đâu có thông tin, có dữ liệu gì đâu mà điều tra khắc phục, không? Cách thứ hai đó là ta xóa định kỳ, xóa định kỳ, xóa log file định kỳ. Giải pháp này cũng không được khuyến khích. Ví dụ như ta xóa đầu tháng 1 tây tháng 8, chúng ta xóa log file cái 2 tây có sự cố thì sao? Nếu ta may mắn vào 1 tây tháng 8 chúng ta
sau lớp phải tới ngày 29 tháng 8 thì nó sự cố nó mới xảy ra, đúng không? Sự cố nó mới xảy ra thì vẫn còn phải có dữ liệu để chúng ta giải quyết, đúng không? Nhưng mà xui rủi đi, giờ chúng ta một tay tháng 8 chúng ta xóa log file, hai tay có sự cố thì là do ăn ở, không xui quá ha. Nên cái cách xóa log file theo định theo cái định kỳ như thế này á, thì nó không khuyến khích nha. Cách thứ ba đó là chúng ta quay cuộn log file hay là giữ log file trong một khoảng thời gian cố định. Nếu chúng ta xài cái camera an ninh nhà chúng ta thôi, chúng ta không thể nào mà quay lại hết tất cả các cái video trên camera giữ hoài được, mà làm gì, ta chỉ giữ trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Ví dụ giờ người ta quy định là cái log file chúng ta phải giữ được trong 30 ngày, thì giờ từ ngày 1 tới ngày 30 đó thì chúng ta không làm gì hết nha. Mà sang ngày 31 thì chúng ta sẽ xóa ngày 1 đi. Lúc này log file chúng ta sẽ còn từ ngày 2 đến ngày 31. Có nghĩa là lúc nào chúng ta vẫn phải có log file của 30 ngày trước đó. Tương tự như thế là qua ngày 32 thì chúng ta sẽ xóa ngày 2 đi. Lúc nào chúng ta vẫn còn cái log file của một cái số ngày nhất định nha. Thì bao nhiêu ngày đó thì tùy theo cái quy định của cái hệ thống chúng ta. Ví dụ như chúng ta quy định đó là 30 ngày, 7 ngày, 15 ngày đó, 3 tháng gì đó nha. Thì tùy theo cái thực tế ở cái cơ quan công ty chúng ta. Cái giải pháp thứ tư đó là gì? Giải pháp thứ tư đó là chúng ta không xóa log file mà chúng ta phải giữ hết. Giữ hết thì chắc chắn là chúng ta không thể nào để ở trong cái hệ thống server ngoài được, đúng không? Hoặc là trên cái router nào ngoài được. Mà sao? Chúng ta phải lưu ra ngoài. Nó muốn log file tất cả log file là ta muốn giữ lại hết, thì chắc chắn là ta phải lưu ra ngoài thôi. Thì giải pháp đó là ta sẽ nén lại nha, nén lại. Và chúng ta sao lưu ra ngoài, ta backup ra ngoài. Thì trong bốn cái phương pháp này thì hai cái phương pháp sau là được sử dụng. Hai phương pháp đầu thì không nên. Ở trên các hệ điều hành Linux nha, hay là các hệ điều hành khác thì cũng vậy thôi, bao giờ nó sẽ có những cái tập tin nhật ký. Tập tin nhật ký thì đối với hệ điều hành Linux đó, thì hầu hết các tập tin nhật ký đó, thì nó nằm trong thư mục log, và thư mục log nó nằm trong thư mục var. Thư mục var thì nó có rất là nhiều cái loại tập tin nhật ký nha. Ở đây thì giới thiệu cho chị một vài cái tập tin thôi. Ví dụ ta có cái tập tin là VTMB này, VKTMB này, thì nó ghi lại tất cả những lần mà người dùng đăng nhập hệ thống, đăng nhập vào lúc nào, rồi đăng log in lúc nào, log out lúc nào, vân vân, nó ghi lại hết. Cái tập tin thì nó dạng nhị phân, do đó chúng ta không mở lên đọc trực tiếp được, mà chúng ta sẽ dùng một cái lệnh là lệnh last. Khi mà ta có lệnh last thì nó sẽ liệt kê ra tất cả những lần mà người dùng đăng nhập và đăng xuất vào server. Trong cái bài thực hành 3 có một dạng chị làm rồi đó, vậy chưa, thì ta có một cái tập tin rất là quan trọng, đó là cái tập tin skill nha. Skill skill tập tin thì nó ghi lại tất cả những cái sự kiện liên quan đến an ninh hệ thống, người ta tạo người dùng mới, cấu hình gì đó vân vân, tất cả những sự kiện liên quan anh thì nó được lưu lại tập tin này. Tập tin này cực kỳ quan trọng. Thì trong cái bài thực hành 3 thì có hướng dẫn cho anh chị nha, cái đọc thông tin trên cái tập tin này.
trong thực tế đó thì các log file này nó rất là lớn nha, và nhiều thông tin cũng khó để mà chúng ta có thể là mở lên xem thủ công, mặc dù là ta có những cái công cụ để tìm kiếm tập tin, chẳng hạn ta có lượng ghép chẳng hạn, để chúng ta tìm thông tin. Nó sẽ có những cái công cụ quản lý log file một cách chuyên nghiệp ha. Log file chúng ta xem là cái data hay dữ liệu thôi, nó lưu trong tập tin không, thì nó sẽ có những cái công cụ để giúp chúng ta đọc log file và điều tra xử lý sự cố vân vân một cách nó nhanh chóng và tự động hơn. Rồi đó là phần về theo dõi hệ thống và các cái tập tin nhật ký nha. Phần này thì nó cũng không có gì khó hiểu không, đi giới thiệu kiến thức cho anh chị thôi. Rồi không biết mọi người có câu hỏi gì không ạ? Hello. Rồi không có hỏi gì thôi, cái này còn dễ hiểu mà phải không? À, giờ mình đi qua nội dung tiếp. Tiếp theo là chúng ta nói về việc là backup. Backup và restore thôi. Backup là gì? Sao lưu ha. Sao lưu. Còn restore là gì? Phục hồi phải không? À, phục hồi dữ liệu ha, hay là tập tin. Cái câu hỏi đầu tiên là tại sao mà chúng ta phải cần sao lưu? Sao lưu dữ liệu, sao lưu tập tin. Ta sao lưu để chi anh chị? Sao lưu để chi? Sao lưu để mà chúng ta có cái dữ liệu sao lưu, để khi mà có sự cố thì chúng ta có cái để chúng ta restore. Tất nhiên là chúng ta không bao giờ ta muốn là sự cố xảy ra, phải không? Một khi sự cố nó xảy ra thì nếu ta không có backup thì nó là một cái thảm họa cho cơ quan công ty chúng ta. Nên cái câu hỏi nó một cách nó đầy đủ hơn là khi nào, tại sao mà chúng ta cần phải phục hồi dữ liệu từ các cái sao lưu mà chúng ta đã thực hiện trước đây. Thì đơn giản thôi phải không? Đơn giản là dữ liệu nó bị mất, thiết bị bị hư, ổ cứng hư, nha. Con người xóa dữ liệu phải không? Do vô tình, by mistake là vô tình phải không? On purpose là cố tình. Vô tình có nghĩa lỡ tay chúng ta xóa, còn cố tình là phá hoại phải không? Ví dụ như có anh nhân viên đó sáng sớm bị sếp chửi, sếp gầy đó, thì tối thì lén lén vô cơ quan công ty để làm gì? Xóa dữ liệu nha, xóa dữ liệu của công ty. Thì những trường hợp này chúng ta có thể hình dung ngay lập tức nè. Dữ liệu bị mất do phần cứng hư, do con người. Cái trường hợp mà chúng ta có thể ít nhớ tới nha. Ở đây trong đây là cái gì? Nó là một cái các ông thẩm phán yêu cầu các tài liệu liên quan đến một cái vụ kiện nào đó mà được lưu trên máy tính chúng ta trên một cái ngày cụ thể nào đó. Cái này nó khó hiểu hơn chút xíu, tôi giải thích cái này nó cho dễ hiểu thế này. Ví dụ là công ty chúng ta đi, là tình hình kinh doanh công ty chúng ta hoạt động là nhiều năm rồi phải không, thì chắc chắn là không phải lúc nào tất cả dữ liệu hoạt động 10 năm qua của công ty chúng ta được lưu trên server hết, đúng không? Thế nó không cần thiết, đúng không? Không cần thiết.
thì thường thường ví dụ ta lưu dữ liệu của 1 2 năm gần đây thôi, còn những dữ liệu những năm trước đây á, không thì chúng ta làm gì, chúng ta tất nhiên là chúng ta không xóa nó đi rồi, mà chúng ta làm gì, chúng ta sao lưu ra ngoài nha, backup ra ngoài nha. Như một ngày đẹp trời chẳng hạn, giờ có cơ quan công an, thế kinh tế gì đó, quản lý thị trường gì đó, đúng không, lại làm việc tới cơ quan công ty chúng ta, thì họ cần dữ liệu hoạt động của 5 năm gần đây của cơ quan công ty chúng ta, mà trên hệ thống chúng ta chỉ có dữ liệu của 1 2 năm gần đây thôi. Thì lúc này chúng ta phải làm gì, chúng ta lấy những dữ liệu của chúng ta sao lưu ra ngoài trước đây để chúng ta restore lại nha, restore lại, và chúng ta cung cấp cho quan chức này nha. Thì đó là cái trường hợp mà chúng ta cần restore dữ liệu. Dữ liệu có thể bị corrupted, corrupted có nghĩa là bị hư hại đó, không chính xác nữa. Corrupted thì có thể là do lỗi của người dùng, hoặc là do người dùng phá hoại nha, hoặc là do tia rama từ không gian. Tia rama từ không gian thì nó có làm hư dữ liệu hay không, cái này là tác giả người ta nói vui ha, nói vui thôi. Đôi lúc là dữ liệu nó bị hư mà không biết lý do tại sao nha, dữ liệu không chính xác không biết lý do tại sao. Đổ thừa là do tia rama ngoài không gian, hay đổ thừa do virus gì đó, học công nghệ thông tin thường thường có sự cố do đổ thừa do virus máy tính hả? Thì đó, có những cái sự kiện này xảy ra thì nó sẽ làm cho cái dữ liệu của hệ thống chúng ta nó bị mất, bị hư hại. Thì lúc này chúng ta cần những cái hệ thống sao lưu mà đáng tin cậy nha, và thực hiện sao lưu đúng thường xuyên nha, để khi có sự cố thì ta phục hồi lại được. Còn nếu như ta không thực hiện tốt việc sao lưu này thì khi có những sự cố xảy ra đó, thì đó là một cái thảm họa lớn cho cơ quan công ty chúng ta. Thì có ba lý do để phục hồi như nãy giờ ta nói rồi. Thứ nhất là cái tập tin nó bị xóa nha, do sự cố, đây là cái trường hợp phổ biến nhất. Trường hợp thứ hai là ổ cứng bị hư, ổ cứng hoặc là cái bộ controller ổ cứng, bộ điều khiển của ổ cứng nó bị hư nha. Đây là trường hợp thứ hai. Trong trường hợp mà hệ thống chúng ta có dùng hệ thống RED, đúng không, thì nó có thể giúp chúng ta giảm thiểu được cái thiệt hại. Ví dụ ta xài RED 5 chẳng hạn, thì nó cho một cái ổ cứng bị hư, ổ cứng hư, một ổ cứng bị hư ta lấy ổ cứng nó ra là thay ổ mới vô hoàn toàn, ổ mới vô thì nó hoạt động được lại bình thường, không có gì sự gì xảy ra hết. Nhưng xui rủi hai ổ cứng bị hư cùng lúc thì sao, thì lúc này chúng ta phải lấy được cái dữ liệu mà chúng ta backup trước đây. Rồi chúng ta lắp ổ cứng mới vô, lắp hai ổ cứng mới vô, tại vì lúc này hai ổ cứng bị hư thì dữ liệu nó bị hư luôn rồi, thì chúng ta thay ổ cứng và chúng ta phải tiến hành là restore dữ liệu lại. Còn nếu mà chúng ta không có backup trước đây và có sự cố thế này, hai ổ cứng bị hư chẳng hạn, thì sao, thì thứ nhất là chúng ta bị đuổi việc trước, bị đuổi việc, rồi sau đó thì coi chừng phải bồi thường cho công ty nữa, nếu chúng ta không thực hiện đúng cái quy định gì sao lưu dữ liệu trên công ty. Có những loại backup nào, có những loại backup nào, thì ở đây người ta nói rất đơn giản là người ta chia làm hai loại backup, là full backup và incremental backup. Full backup thì gọi là level không backup, nghĩa là ta sao lưu tất cả những tập tin trên ổ cứng hay là trên mỗi phân dùng ổ cứng. Ví dụ trong OD chúng ta chứa dữ liệu, phải không? Full backup là ta sao chép tất cả những tập tin có trên OD này. Incremental backup, backup tăng như đó, là chúng ta chỉ sao lưu những cái tập tin mà nó thay đổi kể từ lần backup trước, lần full backup trước. Do đó thì ta gọi đó là level 1 backup. Ví dụ như trên ổ cứng chúng ta có 1.000 tập tin nha, 1.000 tập tin, ta thực hiện level 0 backup rồi, nghĩa là ta solo hết 1.000 tập tin đó rồi. Ngày hôm sau thì chỉ có hai cái tập tin nó
thay đổi so với ngày hôm qua thôi, thì lúc này chúng ta chỉ cần sao lưu lại hai cái tập tin đó mà không cần phải sao lưu những cái tập tin không thay đổi nha. Việc mà sao lưu những cái tập tin mà thay đổi kể từ lần full backup thì ta gọi đó là level 1 backup, tại vì level 0 backup chính là full backup, còn level 1 backup là sao lưu những tập tin thay đổi kể từ lần level 0 backup. Cứ như thế nha, cứ như thế. Ví dụ như ta có level 0 backup là hôm nay chúng ta thực hiện level 0 backup. Ngày mai sẽ thực hiện level 1 backup là chúng ta chỉ lưu những tập tin nào thay đổi kể từ level 0. Ngày tới đã lưu thực hiện level 2 backup thì nó chỉ lưu những tập tin nào thay đổi kể từ level 1. Ngày tới nữa ta thực hiện level 3. Ha. Thì nó sẽ lưu những tập tin thay đổi kể từ level 2. Tới nữa ta thực hiện level 1 backup chẳng hạn. Level 1 backup là lưu những tập tin thay đổi kể từ level 0 nên nó sẽ lưu là tất cả những tập tin này. Thay đổi cho khoảng đoạn này. Những người dùng khác nhau trong cơ quan công ty chúng ta thì họ sẽ có cái nhu cầu khác nhau về việc sao lưu và phục hồi. Thật ra thì người dùng thì chả họ giống sao lưu, ai sao lưu các bạn? Thường thường là do anh quản trị hệ thống sao lưu phải không? Người dùng cũng khi là họ sao lưu hoặc là hệ thống nó tự động sao lưu giúp họ. Đối với người dùng cá nhân ấy, thì thông thường là họ sẽ yêu cầu là phục hồi những cái tập tin mà họ lỡ tay xóa nha, nó lên làm hư gì đó, những cơ phòng ban nha, những phòng ban chẳng hạn như phòng thanh tra pháp chế, phòng tài chính thì nọ, thì họ cần cái gì? Phục hồi những dữ liệu mà ta lưu nén lưu trữ ra ngoài đó. Mà khi mà có cái cơ quan chức năng tới làm việc thì họ yêu cầu chúng ta phục hồi lại nha. Còn đối với những anh quản trị hệ thống thì thường thường là họ sẽ yêu cầu là phục hồi toàn bộ cái ổ cứng, hồi toàn bộ ổ cứng. Backup, về các chính sách backup, việc sao lưu dữ liệu á đã giúp cho khi mà có sự cố xảy ra thì chúng ta tránh được là bị mất dữ liệu hoặc là giảm thiểu được cái tối đa được cái thiệt hại do về sự cố về dữ liệu. Do đó thì cái việc mà sao lưu dữ liệu thì chúng ta không thể nào nói miệng được, chúng ta không thể nào nói với các nhân viên trong công ty chúng ta là ê, dữ liệu quan trọng lắm nha, nhớ thường xuyên sao lưu, chẳng hạn như dự định là trước khi về 5 giờ chiều đó, trước khi về nhà thì phải sao lưu dữ liệu lên hệ thống. Nhưng mà nếu nói miệng như không, giờ chiều nay lỡ bạn bè nó rủ đi đi nhậu chẳng hạn nha, gấp đi quá sợ mấy cái nú hết bia chẳng hạn, gấp đi không kịp quên sao lưu. Mấy bữa trước thì không sao hết, tự nhiên tối đã đùng cái ổ cứng hư, đúng không? Nó cứng hư tất cả dữ liệu vì sự cố hết. Lúc đó thì bữa sau cơ quan nhìn nhau, công ty nhìn nhau cười nè, như thế thì không được phải không? Lúc này chúng ta nên ban hành một cái văn bản pháp lý nha, hay là theo cái một cái quy định, một cái nội quy quy định được ban hành ở toàn bộ cơ quan công ty. Tất nhiên thì nếu như ta làm quản trị hệ thống thì chúng ta cùng lắm chắc cũng cỡ trưởng phòng tin học của cơ quan công ty thôi, người ta làm trong ngân hàng, trong bệnh viện hay là trong trường học gì đó vân vân, thì có thể là ta là trưởng phòng IT đó ha, trưởng phòng công nghệ thông tin đó, thì thường thường cũng không có quyền ban hành văn bản, mà thường thường là ai ban hành? Lãnh đạo cơ quan phải không, giám đốc ha, thủ trưởng cơ quan sẽ ban hành, nhưng mà nội dung mà do chúng ta đi soạn, chúng ta trình trình cho thủ trưởng ha. Thì văn bản nó có gì giải thích trong văn bản đó, trong nội quy đó đó, nội quy đây chính là cái policy đi ha, giải thích là tại sao chúng ta cần backup, backup những gì nha, khi nào backup nha, rồi quan trọng đó là định nghĩa các cái yêu cầu gì pháp lý. Ví dụ tôi nói là việc sao lưu dữ liệu là quan trọng, đề nghị tất cả các nhân viên phải thực hiện nghiêm túc đó, đúng quy định ha, nếu không tuân thủ theo đúng quy định thì sao đó phải không, sẽ bị
ví dụ kiểm tra đột xuất không thì bị thưởng không nha. Hoặc là nếu mà không thực hiện đúng mà có sự cố xảy ra thì phải bồi thường cho công ty, bị sa thải, thậm chí là phải bị kiện ra tòa nha. Chúng ta không thể là nói miệng được mà nên ban hành văn bản ha, ban hành quy định nội quy đó, và gửi đến tất cả các cái nhân viên cho công ty. Người ta nắm được chuyện đó để ta thực hiện. Theo chiều ngược lại thì cái việc phục hồi dữ liệu á, thì chúng ta cũng phải có một cái SLA. SLA là viết tắt của Service Level Agreement, cái cam kết về chất lượng dịch vụ. Cái cam kết chất lượng dịch vụ này là giống cái hợp đồng giữa cái người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Ví dụ chúng ta đi nhà chúng ta đóng tiền internet đi, ta đóng 200 ngàn một tháng ví dụ vậy, thì cam kết cho chúng ta tốc độ là nhiêu, 100 m vậy đó ha. Thì nếu như mà cái chúng ta kiểm tra nó không đúng 100 m thì ta có quyền là phàn nàn không, với nhà mạng, với công ty viễn thông, công ty mạng. Và ngược lại không, chúng ta đóng có 200 ngàn mà chúng ta không thể làm đổi tốc độ hơn 100 m được ha. Thì ở đây trong quản trị hệ thống thì chúng ta là cái người quản trị hệ thống, có nghĩa là chúng ta đang cung cấp cái dịch vụ gì, phục hồi dữ liệu cho người dùng. Chúng ta là provider này, cái người cung cấp dịch vụ. Chúng ta là quản trị hệ thống thì chúng ta đang đảm bảo cái an toàn dữ liệu bằng cách là chúng ta cung cấp cái dịch vụ phục hồi dữ liệu cho người dùng, cho customer, cho user trong các cơ quan công ty chúng ta. Thì để đảm bảo được cái việc này thì chúng ta cũng nên có cái gọi là cái SLA về phục hồi dữ liệu. Trong đó thì cái SLA này, cái cam kết này nó có những thông tin gì? Cái quan trọng đầu tiên đó là thương lượng về cái thời gian cần thiết để phục hồi. Ví dụ chúng ta quy định là khi có nhu cầu phục hồi tập tin thì sẽ được thực hiện trong bao lâu. Ví dụ ta quy định là 4 tiếng đồng hồ một buổi làm việc, 4 tiếng đồng hồ một buổi làm việc. Cái cam kết là nó có hai cái chiều các anh chị. Thứ nhất là mình cam kết người ta 4 tiếng thì mình sẽ thực hiện trong 4 tiếng tối đa, nhưng ngược lại người ta cũng không phải hối mình làm gấp được liền, đúng không? Mà mình hứa người ta 4 tiếng thôi, tất nhiên làm tốt sớm được thì quá tốt thôi, nhưng mà không thể nào người ta vừa có sự cố cái ta đùng đùng bắt mình làm liền cho mà cho người ta được. Thứ hai là mình xác định được là cái thời gian về cái sự đảm bảo của sự phục hồi dữ liệu nha. Tất nhiên ai cũng muốn là khi có sự cố xảy ra thì tất cả mọi thứ đều có thể phục hồi lại được. Tất nhiên để làm được chuyện đó thì phải kèm theo là gì? Chi phí nha. Ví dụ giờ chúng ta tiến hành phục hồi sao lưu dữ liệu là 12 giờ trưa mỗi ngày, đúng không? Giờ 12 giờ trưa để chúng ta phục hồi tới 6 giờ tối mới có sự cố, thì chắc chắn là cái khúc này chúng ta chưa có sao lưu nè, thì phục hồi thì có thể là nó bị thiệt hại chỗ này, không phục hồi được, đúng không? Bởi chị hệ thống đâu phải thần thánh gì không, cái sự cố xảy ra thì cái nào mà có sao lưu rồi thì nó có phục hồi được chứ nha. Thì chúng ta phải chỉ rõ nó ra ở trong cái SLA nha. Chúng ta cũng chỉ ra là cái khoảng thời gian nào và việc sao lưu được thực thi. Chúng ta cũng cần phải lên kế hoạch về cái thời gian và cái dung lượng đĩa cần thiết để mà chúng ta thiệt sao lưu và phục hồi dữ liệu. Việc sao lưu và phục hồi dữ liệu đó, nó bị giấy bị ràng buộc về thời gian. Việc sao lưu thì nó phải thực hiện trong một cái khung thời gian nhất định. Ví dụ như ta quy định là sao lưu từ 12 giờ đêm chẳng hạn nha. Chúng ta phải tới 6 giờ sáng nha, trong khoảng thời gian đó thôi. Chứ không thể nào chúng ta lấn qua 6 giờ sáng, tới sáng công ty ta chuẩn bị làm việc rồi thì chúng ta vẫn còn sao lưu thì có thể ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Việc phục hồi dữ liệu cũng vậy, mình hứa với người ta là phục hồi trong 4 tiếng đồng hồ thì phải thực hiện trong 4 tiếng đồng hồ. Cái tốc độ mà sao lưu và phục hồi thì nó bị tác động bởi nhiều thứ, phải không? Thứ nhất là cái tốc độ đọc và ghi của đĩa. Nếu chúng ta sao lưu qua mạng
thì cái băng thông và độ trễ của mạng nó cũng ảnh hưởng tới ha. À. Dữ liệu càng nhiều thì cái dung lượng đĩa càng lớn để chúng ta tiến hành sao lưu. Người quản trị hệ thống thì nên thực hiện những cái thử nghiệm thực tế để mà chúng ta kiểm tra cái thời gian và cái dung lượng đĩa, giống như mình giả lập mình diễn tập vậy đó. Diễn tập coi là khi có sự cố xảy ra thì thời gian phục hồi là bao lâu, ha? Quá trình sao lưu dữ liệu là bao lâu, tốn bao nhiêu đĩa và vân. Chúng ta nên nắm được cái thời gian đó. Mấy phần còn lại thì việc sao lưu thì nên là tự động hóa và tập trung hóa. Việc sao lưu thì nó buồn chán, một hai lần đầu chúng ta ngồi ta sao lưu dữ liệu thì còn vui phải không, còn háo hức để làm, mà cái chuyện gì mà lặp đi lặp lại mỗi ngày đúng không, tôi thấy thời gian nào đó nó sẽ chán ha, chán thì có thể xảy ra sai sót, nên tốt nhất là việc sao lưu thì nên tập trung hóa, xin lỗi là tự động hóa. Thứ hai là chúng ta nên tập trung vì dữ liệu chúng ta có thể là nằm ở nhiều nơi đúng không? Thì chúng ta có thể thực hiện việc sao lưu tập trung tại một chỗ. Thì may mắn chúng ta thì hiện nay thì các cái công cụ được đó, các cái công cụ, các cái phần mềm thì nó hỗ trợ chúng ta chuyện này, chúng ta lập thời gian định sẵn nha, dữ liệu là cần sao lưu thì tự động nó sẽ tiến hành là sao lưu cho chúng ta, sao lưu chúng ta. Tất nhiên thì cái việc mà sao lưu khi mà dữ liệu nhiều phải không, ổ cứng đầy và cái băng từ lưu trữ dữ liệu mình nó hết đó, thì chúng ta phải thay thế bằng tay thôi. Vâng. Trong cái slide có hình vui đó. Ông này là ông dân công nghệ thông tin, ông bị bệnh nghề nghiệp, ông sao lưu mọi thứ hết, ông có hai bà vợ, hai đứa con, hai chó. Sao lưu này sao lưu tất cả mọi thứ ha. Hiện nay để sao lưu dữ liệu thì nó có nhiều cái phương tiện để sao lưu ha. Ngày xưa thì sao lưu thì sử dụng đĩa quang không, CD, DVD, Blu-ray đâu vân. Tuy nhiên hiện nay thì đĩa quang nó không được dùng nữa do cái dung lượng và cái chất lượng nó kém. Chúng ta có thể sao lưu về OK gửi. Đối với những cái cơ quan công ty mà lượng dữ liệu sao lưu lớn đó, thì người ta chọn giải pháp sao lưu đó là sử dụng các cái băng băng từ. Lý do đơn giản là tại vì chi phí nó thấp. Chi phí thấp nhất trên cái đơn vị dữ liệu. Các công ty lớn dữ liệu người ta sao lưu rất là lớn các anh chị, nên người ta phải tính toán chi phí hợp lý. Thì hiện nay việc sao lưu ra các cái băng từ thì nó vẫn là cái anh mà dễ nhất, chi phí thấp nhất. Rồi như thế là xong phần sao lưu, không biết anh chị có cái câu hỏi gì không, phần này thì đi trình bày cho anh chị là biết được ý nghĩa của sao lưu ha, rồi một số vấn đề có liên quan ha, mang tính lý thuyết. Mọi người có câu hỏi gì cho phần này không? Lô. Còn thích không? Mọi người vẫn nghe được bình thường phải không? Dạ nghe bình Ok thường đó. nữa. Thôi thì mình
Nghỉ giải lao 5 phút đi ha, 7 giờ 20 mình tiếp tục qua phần về quản trị mạng chút. 5 phút nha, 7 giờ 20 mình tiếp tục.
Rồi chúng ta tiếp Ngoài tục. Rồi chúng ta tiếp tục anh chị. Rồi nội dung tiếp theo thì chúng ta nói về cái phần quản trị và cấu hình mạng nha. Thì chủ yếu đây tôi nói là quản trị cấu hình mạng trên Linux nha. Trong cái chương trình học của chúng ta đó, ngoài cái môn này thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn học cái môn môn mạng và truyền thông dữ liệu, khá sức thì cũng 70% thì tôi sẽ gặp lên chị ở môn đó. Ở đây có một số chị đã học cái môn đó rồi, số chị thì chưa. Thì ở trong cái môn mạng và truyền thông dữ liệu đó thì anh chị sẽ được trình bày các cái kiến thức rất là đầy đủ nha, về về các công nghệ mạng, về cấu hình mạng trên các cái thiết bị router v.v. Ở đây thì chúng ta đang học môn quản trị hệ thống thì trong đó cũng có phần về quản trị mạng. Thì để quản trị mạng thì đó thì chúng ta cũng phải có một ít kiến thức về về phần cứng mạng, về các cái chuyển mạng v.v. Tuy nhiên rằng là do là chúng ta sẽ học cái môn mạng và truyền thông dữ liệu này thì trong cái môn này thì được hướng dẫn đầy đủ nên cái phần mà về mạng này thì tôi nói nó hơi khái quát một chút xíu ha. Anh chị nào mà đã học cái môn này rồi mới học cái môn quản trị hệ thống thì cái phần này nghe rất là cũ phải không? Các anh chị hoặc là anh chị có thực tế làm việc rồi nha, vâng thì cũng thấy là kiến thức này nó cũ rồi, không có gì mới, mà chủ yếu là ở đây do cái lớp chúng ta thì nó có nhiều cái mức độ khác nha, thì cũng phải trình bày lại. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ trình bày về các cái phần cứng mạng nha, các phần cứng mạng, trình bày một số phần cứng mạng mà nó phổ biến nha, rồi các cái cách nối kết mạng mặt đường vân vân. Thì đầu tiên thì chúng ta nói về các cái phần cứng mạng nha, phần cứng mạng thì hiện nay mà để kết nối mạng cục bộ đó, mạng LAN đấy, mạng local phải không? Local network ha. Mạng cục bộ thì nó có hai cái chuyển mạng phổ biến. Chuyển thứ nhất là chuyển Ethernet. Chuyển Ethernet. Đây là chuyển mạng cục bộ mà sử dụng cáp phổ biến. Phổ biến như hiện nay. Ta đi thấy kết nối mạng phải không mà sử dụng cáp thì hiện nay gần như là chỉ có chuyển Ethernet này thôi. Không tính những trường hợp đặc biệt ha. Thì cáp thì đa số hiện nay có hai loại cáp thôi. Hai loại cáp phổ biến đó là cái cáp gọi là cáp đồng, là cáp sáng đôi, cáp OTP ha. Cáp thứ hai có thể là dùng cáp quang, cáp quang. Cáp đồng này tín hiệu truyền trên cáp là tín hiệu điện đúng không? Cáp quang thì nó là ánh sáng ha. Cái chuẩn thứ hai đó là chuẩn Wi-Fi, mạng không dây đó là chuẩn Wi-Fi, Wi-Fi. Thì hiện nay mà kết nối mạng cục bộ thì một là ta dùng cáp, hai là dùng không dây thôi. Không dây thì ta dùng Wi-Fi là chủ yếu. Cái tên mã của chuẩn Wi-Fi là 802.11.
cái chuẩn 8211 này nó phát triển bởi cái tổ chức viện các kỹ sư điện tử của Mỹ. Cái Ethernet cũng là 8 này, cũng là cái phát triển bởi cái viện này nha, chữ Y và chữ E đó, IEEE ha, viện các kỹ sư điện tử của Mỹ, thì cái tên mã là 802.3. Hai cái chuẩn này đều phát triển bởi thằng này. Đây là hai cái chuẩn mạng mà cái nói mạng cục bộ phổ biến hiện nay. Ngoài hai cái thằng này thì ta còn những cái thằng khác, tuy nhiên những thằng này nó thua cuộc rồi, chung gần đây gần như không thấy nó ra chiếm lĩnh thị trường là hai thằng này. Đầu tiên thì để kết nối mạng Ethernet không mà cục bộ sử dụng cáp ấy, thì chúng ta sẽ có một cái thiết bị phổ biến, đó là cái switch. Cái switch thì đây là cái giao diện của cái switch đây. Thì trên cái switch này thường nó sẽ có các cái gọi là các cái cổng, các cái bọt, hay gọi là các interface, không, các cái giao diện. Ta có cái thiết bị chúng ta, cái máy tính không, cái máy tính hay là cái máy in gì đó, thì chúng ta sẽ có một cái cổng cáp, một đầu là ta gắn vô cái cạc mạng trên cái máy tính chúng ta, đầu còn lại là gắn vô cái cổng này, cái cổng này. Rồi chúng ta có những máy tính khác nói vô, thì tùy theo loại cáp chúng ta sử dụng cáp đồng hay là cáp quang, thì cái cổng này nó sẽ có cái hình dạng nó phù hợp nha, hình dạng phù hợp. Thì khi chúng ta kết nối mạng và sử dụng qua cái switch này đó, sử dụng kết nối mạng internet và qua cái switch này đó, thì chúng ta đó cái hệ thống mạng chúng ta nó hoạt động thế này. Cái switch thì nó làm ở thiết bị ở trung tâm, phải không? Thiết bị đó trung tâm ha. Rồi các cái thiết bị nó sẽ nối kết vô cái thành switch này, cái máy tính theo cái máy tính PC, cái server hay là cái máy in thì nó nối vô cái switch nha. Cái cáp này là phải là cáp đồng, cáp quang. Lúc nãy ví dụ thằng A này muốn giao tiếp thằng B này chẳng hạn, thì lúc này nó sẽ gửi cái dữ liệu mạng nó tới cái switch nha, và cái switch nó sẽ phát ra cái cổng tương ứng mà nó kết vô cái thằng B này. Ví dụ ta có bốn cái cổng là 1 2 3 4, 1 2 3 4. Một cái thiết bị mà nó giống giống như cái switch mà hiện nay không còn dùng nữa, đó là cái hub. Nhờ thầy giải thích thêm mấy con chatbot hay là chatbot. Phải có chatbot không anh Hiển? Mà chatbot nó không liên quan môn học ha, bằng nó xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nó gặp cô Khang á, chị đọc cô Khang sẽ hướng dẫn cho môn cái đó, đâu liên quan tới cái môn này, mình rảnh thì nói thêm thôi, nhưng mà tôi cái đó là cái cô Khang là tiến sĩ về ngành cái câu đó đó, tiến sĩ về xử lý ngôn ngữ tự nhiên đó ha. Cô Khang hướng dẫn đường lượng cho anh chị đấy. Cái thiết bị mà cũng giống giống cái switch, đó là cái hub ha, thì cái giao diện bên ngoài của cái hub nó giống như cái switch thế này, cũng giống giống vậy ha, nhưng mà cái hub thì hiện nay trên tận người ta không có dùng nữa ha, không có dùng nữa. Cái hub nó không được thông minh như cái switch ha. Cái switch đó thì nó có cơ chế là nó học học được là học được là thằng nào. Tôi tiến sĩ năm 2018 thì cái switch nó có cái cơ chế nha, là nó học được vị trí, ví dụ nó biết được là bốn thằng ABCD này nằm ở vị trí nào, OB là số 4 phải không? C là số 3 phải không? D số 2 nha. Cái switch nó sẽ cơ chế nó học được thằng A nói vô cổng 1, B cổng 4, nên khi mà A gửi dữ liệu cho B thì phát đúng cái cổng đó thôi. Còn cái thằng hấp á, về mặt giao diện bên ngoài đó,
Nó y chang vậy mà nó không được thông minh như thằng Swift, là nó không học vị trí. Khi mà thằng, ví dụ thằng A là nó gửi dữ liệu cho thằng B đi nha, thì nó làm rất là không thông minh thế này, là khi A nó gửi cho B thế này thì thằng thấp đơn giản là nó gửi ra tất cả các cổng ngoại cổng mà nó nhận được dữ liệu, nghĩa là ngoại trừ cổng này thì nó không gửi ra thôi, còn tất cả ba cổng còn lại nó gửi ra. Thì lúc này C và D nó nhận được dữ liệu, thấy là không phải gửi cho nó thì nó bỏ qua, còn thằng B thì của nó thì nó nhận. Tuy nhiên cách làm của này, thứ nhất là tạo ra những dữ liệu mạng không cần thiết nè, C và D đâu cần đâu gửi chi, phải không? Thì nó làm giảm cái hiệu năng mạng của hệ thống. Thứ hai là vấn đề về bảo mật, phải không? Dữ liệu A gửi cho B thôi, gửi cho C và D nữa, C và D nó có thể bắt được, phải không? Nó xem được cái giao cái dữ liệu giữa A và B gửi nhau. Nên hiện nay thì chúng ta không có cái hấp nữa, không có dùng nữa. Thực tế là nó kết mạng cục bộ mà sử dụng cáp, sử dụng chữ mạng Ethernet á, thì người ta dùng cái switch nha, cái switch. Đó là cái switch, đúng không? Ta có thứ hai là cái router, đúng không? Cái router thì dùng làm gì? Liên mạng ha, thì là để nó kết giữa danh mạng này nha, với danh mạng khác, đúng không? Thì chúng ta cần thiết bị là cái router. Cái router có thể cho phép chúng ta nối kết ra Internet ha, hoặc là nối kết tới những nhánh mạng khác ha, như tòa nhà này, tòa nhà khác, vân vân. Việc cấu hình quản lý router vân vân thì chúng ta học có môn mạng và truyền thông dữ liệu ha. Rồi. Đó là đối với cái mạng Ethernet. Hiện nay thì nhu cầu sử dụng mạng không dây rất là nhiều, cụ thể là dùng cái chứng Wi-Fi. Wi-Fi thì nó có nhiều chữ con ha, chữ A, chữ B, chữ C ha, chữ N, vân vân, A, N, A, G, vân vân. Thì mỗi cái chữ nó sẽ có cái thông số khác nhau. Để mà kết nối Wi-Fi thì chúng ta có một thiết bị là gì? Cái đó là không dây đó, ta có thiết bị gọi là cái access point nha, rồi cái bị access point. Thiết bị mà nó có hai cái gâu anten đó chị nha. Thì cái access point này thì ta sẽ nó sẽ có một cái nối kết, thường nó nối kết cho cái switch, ta lấy cục cáp ta nối vô đó nha, nó nối vô cái switch rồi nó sẽ phát sóng vô tuyến, phải không? Sóng không dây, sóng vô tuyến. Rồi ta dùng điện thoại hay là cái laptop, dạ, chúng ta kết nối vô. Ví dụ như cái điện thoại này nó muốn giao tiếp với cái máy tính này thì nó sẽ kết nối tới cái access point, gửi dữ liệu tới access point, access point sẽ gửi tới cái switch, và gửi tới cái máy tính. Thì thông thường là các thiết bị mạng mà chúng ta thấy phổ biến đó là cái switch nha, cái router và cả access point. Cái câu hỏi đặt ra là cái thiết bị để kết nối internet ở nhà chúng ta thì nó là cái gì anh chị? Cái thiết bị mà chúng ta kết nối nhà đó, router, wifi, cái modem. Còn khi modem wifi, nói chung mình kêu gì thì cũng được. Thực tế cái thiết bị ở nhà chúng ta, thiết bị đa chức năng, cái thiết bị ở nhà chúng ta, cái cục internet ở nhà chúng ta đó, thì nó là thiết bị đa chức năng. Nó có chức năng của router, phải không? Rõ ràng nó cho phép chúng ta là kết nối mạng từ bên nhà, bên mạng bên trong nhà chúng ta ra ngoài internet, phải không? Nó có cái, nếu chị lại gần cái cục router đó, chị thấy nó cũng có những cái khe cắm, phải không? Anh chị cắm cái cáp từ cái cục internet nó vô cái tivi nhà mình, phải không? Tivi nhà mình có thể là kết nối không qua cáp hoặc wifi đó để vô được, phải không? Thì nó chức năng của cái gì, cái switch, phải không? Rồi chắc chắn là đa số nó phải có hai cái gâu phát anten nha, phát sóng. Nó có chức năng của cả set point ha. Nên chính xác cái cục internet ở nhà chúng ta đó là cái thiết bị đa chức năng.
nó có chức năng của nhiều thiết bị nha, chức năng của nhiều thiết bị, nên ta gọi là cục wifi, cục router cũng được, cục internet cũng được. Như mình học thì mình biết nó là thiết bị đa chức năng. Trong thực tế thì đối với những hệ thống mạng lớn thì có thể là những cái thiết bị nó chuyên dụng, nó tách rời ra độc lập nhau, nhưng ở nhà chúng ta cái cục có thể là cục đa chức năng nha. Ngoài những thiết bị này thì chúng ta có thể có cái thêm gì nữa chị, cái tường lửa chẳng hạn phải không, cái tường lửa nha, tường lửa phải không, firewall. Cái tường lửa thì nó sẽ có thể là nó là một thiết bị phần cứng chuyên dụng ha, phần cứng chuyên dụng, hoặc là cái phần mềm, phần mềm thì nó chạy trên cái máy tính hay là cái server phải không, nó bảo vệ cho cái thiết bị đó. Còn cái tường lửa chuyên dụng phần cứng thì nó có thể bảo vệ cho toàn bộ nhánh mạng. Cái tường lửa thì nó giống như ông bảo vệ cơ quan thôi, ông nhiệm vụ là ông xem xét cái người vào ra cơ quan, ai được phép thì vào, ai được phép thì chặn lại thôi. Còn cái tường lửa thì nó cũng vậy thôi, nó sẽ quan sát dữ liệu mạng vào và ra. Thì chúng ta sẽ cấu hình cái tường lửa này để mà chúng ta cho phép dữ liệu mạng nào đi vào, như vậy là dữ liệu mạng nào đi ra được, từ đó để bảo vệ cái hệ thống mạng của chúng ta, hoặc là cô lập cái hệ thống mạng để đảm bảo an toàn. Ở đây thì chúng ta có một thiết bị nữa là cái repeater. Cái repeater là cái bộ lặp lại. Repeater tại sao có thiết bị này? Cái repeater nó giống như nhà anh chị nào mà nhiều lầu quá đó phải không? Nhiều tầng quá thì cái sóng wifi nó bắt ở tầng 1 chẳng hạn, nó lên tầng 2, tầng 3 nó không có không bắt được, thì chỉ lắp cái cục gì? Cục phát đại sóng đó. Cục kích sóng wifi đó. Thì cái repeater thì nó cũng giống như vậy đó. Repeater thì nó sẽ cho phép chúng ta là ấy thế này, thì thường cho đối với trường hợp mà ta dùng cáp đồng đó chị nha, cáp đồng thì cái khoảng cách từ hai thiết bị là khoảng 100 mét nha, 100 mét. Nếu mà hơn 100 mét thì nó sẽ tín hiệu nó bị yếu, thì lúc này người ta phải lắp cái cục repeater giữa thế này. Để nó phát đại thì biết là lặp lại phải không, nha, tín hiệu vào nha. Nó vào nha, nó phát đại nó đi ra để nó truyền xa hơn. Tất nhiên ta phải dùng cáp quang nếu ta muốn khoảng cách xa nha. Đúng rồi, thì ta đang nói về quản trị mạng thì chúng ta phải nói một chút về kiến thức mạng chị, tại vì cái môn này thì có một số anh chị đang học môn này thì nó anh chị chưa học môn mạng, nên nếu mà nói ngang thì nó liền nữa mấy phần sau thì có thể anh chị không hiểu, nên phải nói lại ha. Thì như thế thì ta có những thiết bị mạng đó phổ biến ha. Thì ra hai chữ phổ biến thôi, chữ Ethernet và chữ Wi-Fi, và bản thân đó là cái những tập chuẩn nha, nghĩa là nó có những cái chuẩn con đó, chẳng hạn như ta có cái chuẩn slide cái môn mạng như không có được luôn. Cái hình này anh chị đã học môn mạng rồi thì biết rồi ha, chị chưa học thì đấy nói qua thôi. Ở đây thì mình thấy chữ Ethernet ha, Ethernet thì có nhiều chữ con, chữ ví dụ ta dùng cáp đồng thì nó sẽ có những cái chuẩn, cái tên của chữ cáp thường thường là cái số đầu tiên á, con số là chỉ cho cái tốc độ, ví dụ số 10 nghĩa là tốc độ là 10 megabit trên một giây ha. Trăm là trăm mê, ngàn là 1 g, 10 g ha. Chữ T thì thường thường là chỉ cái cáp là cáp cáp sóng đôi á, cáp OTP.
và do cấp đồng khoảng cách giữa các thiết bị là khoảng 100 mét, hai thiết bị 100 mét. Cái thì cái switch ha, thì ngoài những cái cổng của cái cáp đồng thì nó có những cổng cáp quang. Cáp quang thì tín hiệu là tín hiệu ánh sáng, nên nó có thể cho cái đường truyền dài hơn, cái khoảng cách dài hơn ha, có thể là 30 cây số ha. Có vài loại cáp quang khác nhau, cái chuẩn thì nó cho là khoảng vài trăm mét tới vài chục cây số ha, vài chục cây số. Thì thường gặp ta nó kết các thiết bị trong một cái phòng, một cái tòa nhà thì chúng ta phải dùng cái cáp đồng, còn giữa hai tòa nhà xa nhau thì chúng ta phải dùng cáp quang, vân vân. Rồi về wifi không, Wi-Fi hiện nay thì nó hoạt động trên hai tần số chính ha, 2.4 GHz và 5 GHz. Ngoài ra có Wi-Fi 6 thì hiện nay nó trên 6 GHz mới thôi, chủ yếu là 2.4 và 5 GHz thôi. Cái hình nó che rồi, thì nó có nhiều chuẩn ha, chuẩn B, chuẩn A, chuẩn G, chuẩn N, chuẩn AC, AX là chuẩn 6 không. Hiện nay thường thường là ta đang dùng chữ N là khá phổ biến. Chữ N là phổ biến. Nó Wi-Fi 4 tốc độ khoảng là lý thuyết là 600 m, hoạt động trên hai cái tần số là 2.4 2.5. Rồi đó là những cái thiết bị mạng thông dụng mà chúng ta gặp nha. Ngoài những thiết bị nãy giờ ta nói, chị có thể có cần thắc mắc thiết bị nào không chị? Nên những thiết bị phổ biến ha. Rồi ok, nếu không có gì tiếp. Về mạch đường routing thì trong môn học chúng ta thì chúng ta không có đủ thời gian nói về việc là thực hiện mạch đường trên trên hệ thành Linux nha. Hệ thành Linux nó cũng hỗ trợ chúng ta thực hiện cái mạch đường. Tuy nhiên thì chúng ta có thực hiện mạch đường này trên cái router ở cái môn mạng nha, mạng và truyền thông dữ liệu. Về nối kết mạng đúng không, nối kết mạng thì chúng ta có thể nhiều cách nối kết. Thứ nhất là dạng hình star, là dạng ngôi sao đúng không, thì ta có một thiết bị tập trung ở giữa ha. Network topology là gì, cái hình trạng mạng đúng không ha, hình trạng mạng thì chúng ta có dạng star, dạng ngôi sao đúng không, dạng ring là vòng tròn ha. Rồi mesh không, ring không, mesh là tất cả thiết bị sẽ nối kết tất cả thiết bị còn lại ha, như thế này. Bus nữa, bus là dạng hình thẳng ha. Thì trong các hình dạng này thì dạng star là phổ biến ha. Thứ nhất là nó dễ bảo trì, dùng khi một cái thiết bị nó sự cố thì những thiết bị khác sẽ hoạt động bình thường. Khi cần mở rộng thì chúng ta cắm thêm vào dễ dàng, hoặc là ta thêm một cái switch nữa. Nên hiện nay thì người ta sử dụng cái dạng hình star này là phổ biến. Rồi, cái phần này thì ok, đây là được rồi. Mọi người tới đây có câu hỏi gì không ạ? Firmware hay firmware thường là viết bằng C á,
viết bằng C. Thường thường mà mấy cái gì mà nó viết ở ở mức bên dưới như thế, viết bằng C, ngôn ngữ C á nha. Tại vì thường thường những cái phone, những thiết bị á, chẳng hạn như trên router này nọ đâu đó, thì cái năng lực nó hạn chế, nên thường thường là để đi vào tối ưu hóa được cái hiệu năng á, thì thường nó viết bằng C. Còn ví dụ như web này nọ thì nó viết bằng những ngôn ngữ web bình thường thôi. Anh chị nào học cái môn mạng rồi phải không, thì các router của Cisco đó, của cái thằng Cisco, thì nó là cái router nó viết bằng cái hệ điều hành iOS của Cisco phải không. iOS đó là nó dựa trên cái thằng BSD. BSD nó giống giống như là về mặt câu cú rồi, nó giống như là Linux mình thôi. Thường thì viết trên thằng đó là viết bằng C. C, hai ngôn ngữ C. Rồi nếu không có câu hỏi gì mình đi tiếp ha. Tiếp theo thì nói về mạng TCP/IP. Một lần nữa thì ở đây ta đang nói về quản trị hệ thống hay là quản trị mạng đó, thì ta trình bày về các cái vấn đề mang tính ứng dụng, tính thực hành. Còn trong chương trình đào tạo chúng ta thì có cái môn mạng máy tính phải không? Hai với OCT mấy môn mạng truyền thông dữ liệu đó, thì nó dạy kỹ hơn. Ở đây thì chủ yếu là ta nói về cái vấn đề mang tính thực hành thôi. Thì chúng ta có cái khái niệm là cái bộ giao thức TCP/IP không? Đây là cái bộ giao thức phổ biến nha, nền tảng của internet. Thì tất cả các thiết bị nào mà kết nối vào internet đó, thì phải hỗ trợ bộ giao thức này. Trên cái tivi, trên cái máy tính, trên cái laptop, trên cái điện thoại chúng ta, thì cái hệ điều hành của những thiết bị đó nó phải hỗ trợ cái giao thức này, thì cái thiết bị nó mới kết nối vào internet. Thì cái thằng TCP thì viết tắt của là cái Transmission Control Protocol, còn IP là Internet Protocol ha. Đây là hai cái giao thức ở hai cái tầng khác nhau của mô hình OSI ha, nhưng mà nó phải hỗ trợ hai thằng này thì nó kết nối vào Internet được ha. Chúng ta có cái niệm là khi mà ta nói về mạng đó, thì chắc chắn là nó có cái niệm là protocol, thường dịch là giao thức. Giao thức, thức đây là cách thức không, giao là giao tiếp không, giao trong giao tiếp, thức trong cách thức ha. Giao thức là cách thức giao tiếp và là nghi thức nha, vân vân, và từ việc giao thức nhiều hơn. Giao thức là quy định cách mà các cái thành phần trên hệ thống mạng nó giao tiếp với nhau. Còn anh này muốn giao tiếp với anh kia thì phải gửi dữ liệu như thế nào để cho anh kia nó hiểu, rồi anh này trả lời cho anh kia thì gửi như thế nào, vân vân. Thì khi nói người ta học về mạng đó đúng không, thì chúng ta đang học về giao thức. Chính học về giao thức, học rất là nhiều giao thức khác nhau nha. Để mà cho một cái hệ thống mạng nó vận vận hành được đó, thì nó phải có rất là nhiều cái vấn đề cần giải quyết, đúng không? Dữ liệu từ gửi từ A đến B, đúng không? Và làm sao mà không lạc qua C nha. Thì lúc này ta cần các cơ chế định địa chỉ cho mỗi thằng, nó dữ liệu tới đúng người nhận phải không, rồi dữ liệu truyền cho đường truyền thì mưa gió sấm chớp bão bùng đó thì nó có thể bị nhiễu nha. Thì làm sao mà cái thằng nhận biết được dữ liệu nó bị lỗi, báo cho thằng gửi gửi lại phải không. Rồi à, từ đây tới thiệu cái máy tính của chúng ta ở Việt Nam, máy tính người nhận ở Mỹ phải không, từ Việt Nam qua Mỹ thì có nhiều đường mạng khác nhau, đi đường nào là tốt nhất, rồi cái đường mà ta chọn nó bị sự cố thì làm sao đi qua đường khác được, vân vân. À, thì lại là phải giải quyết nữa, nên nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề khác nhau để giải quyết để cho hệ thống mạng nó vận hành. Thì không thể nào mà ta gom tất cả những mọi thứ đó vô một chỗ một, mà người ta sẽ tách hệ thống mạng ra thành nhiều tầng nha, nhiều tầng. Nếu chúng ta học môn mạng rồi thì chúng ta sẽ chắc chắn là nghe cái mô hình là OSI, đúng không? OSI. Yeah, OSI.
Mô hình mạng OSI sẽ có 7 tầng. 7 tầng. Và quên lớp mình là mình học liên thông hay là học từ đầu luôn anh chị? Anh chị mình học là hay từ xa mình đã lớp này nè, mình học từ đầu hay là học liên thông lên? Liên thông cao đẳng lên. Từ đầu. Có chị nào liên thông không? Từ đầu hết luôn hả? Trong lớp mình có ai là liên thông không? Liên thông cũng có luôn hả? À gom lại phải không? Ai càng học vô học thôi hả? Học tín chỉ mà. À. Để học tín chỉ thì ai cần thì vô lớp học thôi. Phải không? Đúng cái môn đó thôi. Ừ. Rồi thì cái mô hình OSI 7 tầng thì nó sẽ có đầu tiên là cái tầng application là tầm ứng dụng phải không? À. Tầng ứng dụng ha. Tầng presentation là tầng trình bày phải không? Tầng session, tầng giao dịch phải không? Tầng vận chuyển ha, transport. Đó tầng mạng phải không? Mấy tầng này chị học buôn mạng biết rồi phải không? Tầng data link ha. Rồi tầng vật lý, physical thì là 7 tầng. Và trong 7 tầng này thì mỗi tầng nó sẽ thực hiện một chức năng khác nhau ha. Chức năng khác nhau. À, ví dụ như tầng physical là nó quy định về cái đường truyền vật lý ấy. Ví dụ cái mức điện thế bao nhiêu là tín hiệu không như là một không, khoảng cách giữa hai thiết bị là bao nhiêu vân vân nha. Đấy. Tầng data link để cho hai thiết bị kề nhau giao tiếp với nhau không, ví dụ từ cái máy tính chúng ta tới cái máy tính khác trong nhánh mạng phải không. Tầng network là cho giao tiếp liên mạng nha, giữa hai máy tính giữa hai cái khác nhau, máy tính ở Việt Nam và máy tính ở Mỹ thì làm sao giao tiếp với nhau không. Tầng vận chuyển nha, tầng giao dịch trình bày. Tầng vận chuyển thì nó sẽ cho phép chúng ta là chia nhỏ và tái hợp dữ liệu lại. Ví dụ dữ liệu ta lớn không, một ghi thì ta không phải là đóng một cục ta gửi đi được, mình ta làm gì chia ra không, chia nhỏ ra để gửi đi, và bên kia thì mình nhận phải gom lại vân vân nha. Tầng session không, thực hiện các phiên giao dịch không giữa các thành phần. Tầng presentation là định dạng và chuyển đổi các dữ liệu, ví dụ mã hóa dữ liệu trước khi gửi đi, chuyển định dạng vân vân. Application là tầng ứng dụng là nơi mà người dùng giao tiếp hệ thống. Nói chung là mỗi cái tầng như thế thì nó sẽ thực hiện một số chức năng khác nhau và nó tập trung vào chức năng đó thôi. Thì trong cái mô hình 7 tầng này thì cái tầng trên nó sẽ sử dụng dịch vụ tầng dưới, nghĩa là nó sẽ thực hiện công việc nó và nó cần làm chuyện gì á thì nó sẽ sử dụng cái thằng bên dưới để thực hiện và nó sẽ cung cấp dịch vụ cho thằng trên, thằng trên cứ như thế. Thì mô hình OSI là 7 tầng nhưng mà trong thực tế thì cái mô hình OSI không sử dụng trực tiếp và người ta sẽ sử dụng cái mô hình là TCP và IP. Mô hình TCP IP thì nó có là 5 hoặc là 4 tầng, 5 hoặc 4 tầng. Trong đó 3 tầng đầu tiên nó gom lại chỉ là tầng ứng dụng thôi. Còn 4 tầng còn lại thì nó giống nhau. Đó là mô hình 5 tầng. Gần đây thì mô hình TCP/IP sử dụng mô hình 4 tầng. Thì đối với mô hình 4 tầng thì từ mô hình 5 tầng đó ta giữ nguyên là 3 tầng trên. Nha. 2 tầng dưới sẽ gom lại thành 1 tầng gọi là tầng link. À, có nghĩa là chức năng của 2 tầng này gom lại thành 1. Nha. Gom lại thành 1. Còn 3 tầng trên thì giữ nguyên. Rồi. Quan trọng ở đây thì chúng ta các tầng trong cái mô hình TCP/IP thì nó nhịp lại thực hiện nhiều cái việc khác nhau. Tuy nhiên một trong cái việc quan trọng nhất và thường thường khi mà chúng ta quản trị mạng cấu hình mạng đó là cấu hình địa chỉ. Address là địa chỉ phải không? Addressing là đặt địa chỉ, định địa chỉ. Định địa chỉ. Thì trước khi mà nói về định địa chỉ không? Thì chúng ta phải hiểu là có những loại địa chỉ nào. Học hai ngành.
Học hai ngành có nghĩa là hai ngành, ngành một là học đâu anh Huy? Hai ngành là hai ngành từ xa hết hay là một ngành học chính quy, một ngành từ xa? Ngành hai à, ngành hai là học ngành một rồi phải không, văn bằng hai à. Văn bằng hai khác với hai ngành hay nó có song ngành nữa chị, phải không? Song ngành nghĩa là đang học hai ngành song song với nhau, còn ngành hai là song ngành một rồi phải không? À, hỏi câu nữa là nãy giờ nói nhiều nhưng mà cái lớp mình là anh chị học cái môn mạng máy tính chưa à? Có anh chị là chưa học môn mạng máy tính không? Cái môn mã CT112 học rồi hết không? Có anh chị là chưa học môn đó không? À, có anh chị nào chưa học môn mạng mà truyền thông dữ liệu không? Như có không, có người học rồi người chưa, phải không? Mình có hai môn mạng nè, là môn mạng máy tính phải không, CT112, như cái môn này như thầy Quang dạy phải không? Còn môn thứ hai là môn mạng và truyền thông dữ liệu, có anh chị nào chưa học không? Mong lâu lại từng học kỳ trước tôi mới dạy nè. Tôi hỏi là tôi biết điều chỉnh cái tốc độ dạy cho nó phù hợp chị. Chưa học hai môn nữa hả? Căng dễ. Chưa luôn. Ok, rồi. Mình sẽ nói sơ sơ thế này. Về các loại địa chỉ phải không? Trên hệ thống mạng của chúng ta thì nó có một số loại địa chỉ khác nhau. Thì cái chức năng gọi là định địa chỉ đó là một chức năng quan trọng của hệ thống mạng, tại vì mạng là gì, ta sẽ mạng là ta giao tiếp dữ liệu phải không, máy tính này thiết bị này giao tiếp thiết bị kia, gửi dữ liệu thiết bị kia, thì phải có cái cơ chế đặt địa chỉ. Thì ở trên hệ thống mạng đó nó sẽ có nhiều cái loại địa chỉ khác nhau. Cái địa chỉ đầu tiên được gọi là địa chỉ vật lý. Địa chỉ vật lý, thường thường địa chỉ vật lý là địa chỉ gì? Địa chỉ vật lý là địa chỉ mình nó dính liền với thiết bị. Thiết bị đó mình đem đi đâu thì nó cũng địa chỉ nó như vậy, nó không có thay đổi. Thì điển hình của loại địa chỉ mà địa chỉ vật lý mà chúng ta dùng phổ biến nhất là địa chỉ MAC. À, địa chỉ MAC. Địa chỉ MAC thì độ dài của nó là 48 bit. 48 bit có nghĩa là 6 byte. 6 byte. Thì thông thường các cái các mạng chúng ta đó, các mạng không dây lẫn có dây đó, thì trên cái các mạng nó có con chip, nó sẽ chứa cái địa chỉ MAC. Thì mỗi cái thiết bị mạng nó sản xuất ra, mỗi cái các mạng nó sản xuất ra đó, thì nó sẽ được cấp một cái địa chỉ MAC, và địa chỉ MAC là duy nhất nha, nghĩa là không có hai, không có cái cạc mạng, không bao giờ có hai cạc mạng mà cùng địa chỉ MAC hết. Và địa chỉ MAC đó là nó dính liền thiết bị. Tất nhiên có một số kỹ thuật gọi địa chỉ MAC chúng ta không bàn này, ví dụ như cái điện thoại của anh chị trên cái cạc wifi của cái điện thoại của anh chị thì nó cũng có một cái địa chỉ MAC. Anh chị để anh chị đi đâu khắp thế giới thì địa chỉ MAC cũng như vậy thôi nha, địa chỉ MAC vậy thôi. Ví dụ như trên cái cạc mạng của cái laptop, nói chung là ROM thì mình thay đổi con ROM thì nó chắc chắn nó thay đổi rồi, nhưng mà lúc này là cái địa chỉ MAC nó sẽ dẫn tới một số vấn đề khác nhau nha. Thì cái địa chỉ MAC nằm trên con ROM của các mạng thì mình can thiệp vô ROM làm thay đổi được rồi. Ví dụ đây ở trên cái cạc cái máy tính tôi đây thì địa chỉ MAC của cái máy tôi nha. Chỉ mát của máy tôi. Ừ.
ha. Địa chỉ MAC thì nó có độ dài là 48 bit, rồi nó viết thành theo dạng hệ 16. Hệ 16 thì mỗi ký tự là 4 bit, nên hai ký tự là 8 bit, nghĩa là một byte, nên tổng cộng là có 6 byte. Có thể tùy theo cái hệ điều hành thì cái dấu này phải là dấu hai chấm hoặc là dấu gạch. Thì mỗi cái cạc mạng sản xuất ra, một cái nhà sản xuất cạc mạng thì họ sẽ được cấp một cái dãy cái địa chỉ MAC, và từng cái cạc mạng mà họ sản xuất ra đó thì họ sẽ có một cái địa chỉ MAC như thế. Nguyên tắc là không có cái hai cạc mạng mà cùng địa chỉ MAC. Địa chỉ MAC thì chúng ta hoàn toàn không có làm gì được hết trơn, tại nó nằm trên cái cạc mạng mà chúng ta đâu có thay đổi cấu hình nó làm chi, phải không? Và địa chỉ MAC thì nó nằm ở hai cái tầng là tầng vật lý và tầng data link. Data link. Loại địa chỉ thứ hai đây gọi là địa chỉ lượng lý. Vật lý là physical, không? Còn lượng lý là logical, không? Logical là lượng lý. Lượng lý có nghĩa là mình cấu hình đó được thay đổi nó được nha, cấu hình nó được thay đổi nó được, cấu hình nó thay đổi nó phụ thuộc vào cái nhánh mạng mà chúng ta nó kết vào. Ví dụ như cái điện thoại của anh chị chẳng hạn, chị ở nhà thì nó sẽ kết nối vô nhánh mạng ở nhà, thì lúc này địa chỉ lượng lý nha, nó sẽ được cấu hình theo cái nhánh mạng nhà. Anh chị đem điện thoại đó vô cơ quan hay là cái quán cà phê đó thì cái địa chỉ lượng lý đó nó sẽ thay đổi. Và trong mô hình mạng TCP/IP chúng ta, cái địa chỉ lượng lý đó chính là cái địa chỉ IP. Địa chỉ IP nha, địa chỉ IP thì nằm ở tầng tầng mạng nha. IP thì nó có hai IP, hai phiên bản là IP 6 và IP 4. IP 4 nha. IP 6 thì độ dài là 128 bit, còn IP 4 là 32 bit. 32 bit. Ví dụ như trên cái cạc mạng của cái máy tôi đây ha, thì nó có một cái địa chỉ IP 4 đây. IP 4 thì lý dạng thập phân ha. Còn địa chỉ này là địa chỉ IP 6. IP 6 thì nó viết cái dạng là hệ thập lục phân. Còn IP 6 này chúng ta nói ở môn mạng truyền thông dữ liệu ha, đây tôi nói IP 4 rồi. Rồi đó là cái loại địa chỉ thứ hai. Địa chỉ thứ hai là địa chỉ IP. Địa chỉ IP thì giúp chúng ta là định địa chỉ cho các thiết bị trên trên mạng nha, trên internet nha. Rồi giúp phân biệt thiết bị này với thiết bị khác. Cái loại địa chỉ thứ ba đó là cổng bọt. Cổng nha, bọt. Hồi nãy giờ chúng ta nói cái địa chỉ IP á, chúng ta có các thiết bị trên mạng này, không, chúng ta tham gia vô mạng ha, thì mỗi cái thiết bị như thế sẽ được đặt một cái địa chỉ IP. Ví dụ thằng thiết bị A này nó được địa chỉ IP A nha, thằng B này nó có IP B nha. Một cái địa chỉ IP trên nhánh mạng là giúp phân biệt thiết bị này với thiết bị khác. Tuy nhiên, không, trên một cái máy tính, một thiết bị á, thì có nhiều dịch vụ đang chạy. Ví dụ như ta có cái trên cái server B này đi, ta có cài dịch vụ web, cài dịch vụ mail, đúng không? Cài database, đúng không? Bây giờ ví dụ thằng A này gửi dữ liệu cho thằng B, dữ liệu tới thằng B, nhưng mà trên thằng B này nó có rất là nhiều dịch vụ, thì cái địa chỉ IP không thì nó chỉ nhất là dữ liệu đi tới được thằng B thôi, nhưng mà nó không tới được cái một cái dịch vụ cụ thể nào đó ở cho thằng B. Nên lúc này chúng ta có một cái khái niệm địa chỉ tiếp theo, đó là cái cổng. Cổng mà cho phép chúng ta là định địa chỉ các dịch vụ ở trên một thiết bị. Cổng thì nó có độ dài là 16 bit, nên nó có độ dài đó, nó chỉ là từ 0 cho tới 65.535. Trong đó từ 0 cho tới 1024 là dành cho các cái dịch vụ phổ biến. Ví dụ như
cộng 80 đúng không, là dịch vụ web, cộng 21 xin lỗi, cộng 25 là dịch vụ mail. Database thì tùy loại database khác nhau, SCP là cộng 21 ha. Và nên lúc này ta muốn gửi cái dữ liệu tới dịch vụ web ở trên máy tính B thì chúng ta cần hai cái địa chỉ, thứ nhất là cái địa chỉ IP của thằng B và cái cổng của dịch vụ web. Thì thông thường thì web nó hoạt động cả 80 nhưng mà không nhất thiết như thế, mình có thể cho cái dịch vụ chạy ở một cổng khác tùy ý mình, nhưng nếu không có gì đặc biệt không nên làm như vậy, đúng không? Chúng ta hiểu là cái địa chỉ IP đó giống như địa chỉ của tòa nhà chung cư phải không, còn địa chỉ cái cổng này chính là cái địa chỉ của căn hộ trong cái tòa nhà chung cư. Ví dụ giờ chúng ta coi thử là ha, giờ chúng ta muốn truy cập đến cái server của web server của trường mình đi, đúng không? Server của CT chẳng hạn, thì lúc này ta có địa chỉ IP của server là 10.16.63 hay là cái địa chỉ IP đúng không, 10.16.63.194, và cái cổng của cái dịch vụ web của trường công nghệ thông tin thì nó hoạt động cổng 443. 443 là cái dịch vụ HTTPS đấy. Còn 80 là web mà không có mã hóa phải không? Đây không 10.16 mà sao không chỉ gặp được kỳ đó 443 đây nha, ba nó đây nó chạy lên 443 không 80 nó lỗi của SSL thôi không gì chứ. 443 vẫn được ha. Ở đây thì ta để có cổng cũng được, không cổng được, tại vì hiểu nếu ta không để cái cổng thì để cổng mặc nhiên nha. Như thế thì lúc này để truy cập đến một cái dịch vụ nào đó trên một cái thiết bị nào đó thì chúng ta cần hai cái địa chỉ. Một đó là thứ nhất đó là cái địa chỉ IP của thiết bị đó nha, và thứ hai là cái cổng của cái dịch vụ trên thiết bị đó nha. Và đó là cái loại địa chỉ thứ ba, và địa chỉ thứ tư đó là cái gì, địa chỉ trên tờ ứng dụng, đó là cái tên miền, domain name, tên miền. Vậy tên miền là gì? Hồi nãy giờ chúng ta nói ha, là để mà truy cập đến một cái dịch vụ nào đó trên một cái thiết bị nào đó thì chúng ta cần IP và cổng. Cái cổng thì chúng ta nếu dùng cái cổng mặc nhiên thì chúng ta không cần nhập vô nha, tại vì nó tự động hiểu cái cổng đó, tùy theo dịch vụ như là web thì 80 chẳng hạn, thì nếu ta không để số 80 ra thì nó vẫn dùng 80. Trong trường hợp mà ta chạy ở một cái cổng khác thì ta phải chỉ rõ ra. Nhưng mà cái IP nãy giờ chúng ta thấy nó IP 4 đúng không, thì sao nó là những con số phải không, khó nhớ nha, khó nhớ, nên lúc này người ta mới nghĩ ra một cái giải pháp để thay thế IP, đó là tên miền. Tên miền chẳng qua đó là một cái giải pháp để thay thế địa chỉ IP thôi. Thay vì nhớ cái địa chỉ IP thì chúng ta cần nhớ tên miền, ví dụ là tên miền là ct.ctu.edu.vn ha. Thì lúc này người dùng là con người phải không, con người thì nó sẽ thân thiện với cái tên miền hơn là cái địa chỉ IP. Lúc này để truy cập đến cái một cái dịch vụ nào đó ha, trên một cái máy tính nào đó thì thay vì nhớ IP
và cổng. Thì lúc này chúng ta chỉ cần nhớ là tên miền và cổng. Trong trường hợp mà cái cổng là cổng mặc nhiên thì chúng ta không cần để vô nha. Như thế ta chỉ cần nhớ IP hoặc tên miền, hoặc là chỉ nhớ tên miền thôi, đâu cần nhớ IP. Nhưng mà nhớ tên miền thì đâu chỉ gặp được, nên lúc này để sử dụng tên miền đó, thì chúng ta phải có một thằng trung gian nha, nó gọi là cái DNS server. Cái DNS server chẳng qua nó chứa gì, nó chứa cái tên miền và cái IP tương ứng của cái tên miền đó. Ví dụ giờ khi mà chúng ta mở trình duyệt web lên, ta gõ CT CTOE đâu gì đó, thì cái máy chúng ta không biết cái CT là gì đâu, mà nó sẽ chạy lại đây, nó hỏi, nó chạy lại DNS server, nó hỏi: ê mày nói cho tao nghe cái thằng CT CTOE đó tên IP nó là nhiêu. Thì lúc này cái thằng DNS server này nè, nó sẽ lấy ra được cái IP nha của cái CT, và nó trả cho cái máy chúng ta, và cái máy chúng ta nó có cái IP đó, nó truy cập đến cái server của CT. Tóm lại, tên miền chẳng qua là một cái giải pháp thay thế địa chỉ IP dạng số bằng những cái tên miền mà dễ nhớ hơn nha. Thay vì nhớ địa chỉ IP thì chỉ cần nhớ tên miền, và lúc này thì chúng ta cần một anh trung gian, đó là các cái server chạy dịch vụ tên miền. Nhiệm vụ của nó giúp chúng ta nhớ, nó giúp chúng ta chuyển đổi cái tên miền thành IP. Chúng ta chỉ cung cấp cái tên miền cho nó và nó sẽ tìm cái IP tương ứng và trả lại cho máy chúng ta để máy chúng ta kết nối. Như thế là chúng ta có tổng cộng là bốn cái loại địa chỉ, bốn loại địa chỉ, đó là địa chỉ MAC, thứ hai là địa chỉ IP, thứ ba đó là cổng, và thứ tư đó là tên miền. Tên miền. Rồi bây giờ cái loại địa chỉ này ta dùng thế nào? Thứ nhất là địa chỉ MAC á, nha. Địa chỉ MAC thì nó là cố định rồi, nó là địa chỉ vật lý rồi, chúng ta không có làm gì hết, ha, không làm gì hết. Thứ hai đó là địa chỉ IP. Thì tất cả các thiết bị chúng ta sẽ phải cấu hình địa chỉ IP cho nó thì nó mới kết nối mạng được. Thì cấu hình ha, thì thứ nhất giờ ví dụ như trong nhánh mạng chúng ta, thì chúng ta sẽ có cái máy tính nha, cái máy tính nó nói vô cái switch, đúng không? Cái switch thì nó có nhiều cái thiết bị nha. Này, cái switch thì nó nói vô cái router nha, cái router đấy. Ví dụ trong cơ quan công ty ta thì có cái server nha, server đấy. Rồi thì tất cả các thiết bị ở đây, chúng ta có máy tính A, máy tính B và cái server, thì tất cả các thiết bị này đều phải được đặt một cái địa chỉ IP nha, địa chỉ IP. Để cấu hình địa chỉ IP á, nha, để cấu hình địa chỉ IP cho các thiết bị thì chúng ta sẽ có hai cách, như cách tại lúc đầu là chúng ta nói ở cái phần đầu á, là cấu hình tĩnh, nha, cấu hình tĩnh. Cấu hình tĩnh là sao? Là chúng ta ngồi lên cái máy tính hay cái thiết bị, ta cấu hình thủ công vô. Thứ hai là ta cấu hình động. Có hành động có hành động có nghĩa là lúc này chúng ta không có ngồi thủ công, rồi cấu hình thủ công mà tự động thiết bị nó sẽ được cấu hình địa chỉ IP. Thì để có hành động thì chúng ta sẽ có dịch vụ là DHCP mà chúng ta đã nói ở cái phần lý server phần một hai buổi đầu tiên đó. Thì thông thường là trong cái hệ thống của chúng ta thì nó sẽ có
một cái server hay là một cái thiết bị nào đó chạy dịch vụ HCP. Trên dịch vụ chúng ta này, chúng ta sẽ cung cấp, chúng ta sẽ cấu hình sẵn các cái địa chỉ IP, nói chung là các cái thông số mạng nha, các thông số mạng có sẵn. Và lúc này các cái thiết bị khi mà nó khởi động lên không, thì nó sẽ kết nối tới cái thằng mà chạy dịch vụ HCP để lấy những thông số này xuống và nó cấu hình. Cấu hình mạng cho nó nha. Thì ví dụ như anh chị ở nhà chúng ta thì cái dịch vụ HCP nó chạy đâu? Nó chạy trên cái cục internet của chúng ta đó. Còn trong những cơ quan công ty thì có thể người ta có một cái máy chủ chạy dịch vụ HCP riêng. Thì thông thường là các cái máy mà thiết bị cá nhân, máy tính rồi đó, thì nó sẽ cấu hình động. Ví dụ máy tính AB được cấu hình động, còn cái server thì là ta cấu hình tĩnh, cấu hình tĩnh à, ta thủ công như thế. Rồi đó là về địa chỉ IP. Vấn đề thứ hai đó là cái cổng. Cái cổng thì thường nó là nó sẽ khi mà chúng ta cài đặt một cái dịch vụ nào đó trên server, ví dụ như trên server này ta cài đặt dịch vụ web nha, cài đặt dịch vụ web trên server thì chúng ta sẽ gán cho nó một số hiệu cổng, siêu cổng. Ví dụ ta cài web thì cái siêu cổng thì có thể là ta không cần đặt luôn mà nó lấy cổng mặc nhiên là cổng 80 để gán cho web. Còn nếu thích thì ta có gán siêu cổng khác nha. Rồi lúc này ta mới cái server này ta mới nói cho thằng A này biết là cái IP của server và cái cổng của web này thì nó mới kết nối được tới dịch vụ web. Rồi đó là tới đây là ta phải giao tiếp bằng địa chỉ IP được rồi. Nhưng bây giờ ta muốn thay thế địa chỉ IP bằng cái tên miền thì lúc này chúng ta phải có một cái đâu đó có một cái server nữa chạy dịch vụ DNS. DNS thì nó giúp chúng ta là chuyển đổi cái domain name thành IP và ngược lại ha. Ngược lại thì cái DNS server này thì nó cũng phải có một cái IP, và lúc này ta sẽ trên cái máy tính A này hoặc máy tính B này chúng ta sẽ khai báo cho nó cái IP của thằng này để mà chúng ta kết nối tới, để tới DNS server để ta giúp nó đổi cái tên miền thành IP và ngược lại. Thì đó là bốn loại địa chỉ ha, địa chỉ MAC, IP, cổng và tên miền. Về địa chỉ thì người ta cũng địa chỉ IP và địa chỉ MAC á, thì người ta cũng chia làm ba loại nữa là địa chỉ unicast. Địa chỉ unicast là địa chỉ đại diện cho một thiết bị, địa chỉ broadcast ha, là địa chỉ mà đại diện cho tất cả các thiết bị trong một nhánh mạng. Có nghĩa là chúng ta khi mình ta muốn gửi đến tất cả các thiết bị trong một nhánh mạng nào đó thì chúng ta cần biết được cái địa chỉ broadcast của nhánh mạng đó, và ta gửi đến địa chỉ đó thì tất cả các thiết bị trong nhánh mạng đó sẽ được nhận. Và cuối tiếp theo là địa chỉ multicast. Multicast là địa chỉ đại diện cho một nhóm thôi, một nhóm các thiết bị, một nhóm thiết bị. Thì multicast ở giữa hàng này. Sau này ta có IP6 thì nó còn anycast nữa nha. Tuy nhiên thì nó là phần sau ta sẽ nói, cái mô khác ta sẽ nói. Rồi, đó là loại địa chỉ ha. Tiếp theo thì chúng ta nói về địa chỉ IP. Địa chỉ IP. IP thì nãy giờ ta giới thiệu đó, nó sẽ có hai cái loại địa chỉ IP là IP4 và IP6. IP4 và IP6. IP4 thì ra đời trước IP6, phải không? IP6 ra đời để giải quyết những vấn đề của IP4. Có IP5 không? IP6 thì có độ dài là 128 bit, còn IP4 là 32 bit. Trong môn học này thì chúng ta chỉ nói IP4 thôi. IP6 ở môn mạng và truyền thông dữ liệu thì ta sẽ nói đó. IP6 là IP4 ha.
24 thì nó có độ dài là 4 byte hay là 32 bit, nên tổng số địa chỉ của nó là nhiêu? 2 mũ 32 khoảng 4 tỷ 3 địa chỉ. Thì vấn đề 24 ta thấy là nó thiếu địa chỉ phải không? Thiếu địa chỉ ha. Tuy nhiên thì ta có giải pháp để khắc phục việc thiếu địa chỉ này. 26 ra đời nó giải quyết chuyện thiếu địa chỉ, nhưng mà IP4 nó cũng có những cách để giải quyết chuyện đó. Nên hiện nay thì IP6 nó cũng chưa thể thay thế bằng loại IP4 mà nó xài song song. IP4 thì nó có là độ dài là 32 bit hay là 4 byte, mà nó chia làm 4 phần như thế này. Một giờ một phần là 1 byte. 1 byte là 8 bit. Nếu 8 bit đó là 0 hết thì nó là số 0. Nếu là 8 bit là 1 hết. Hiểu không? Thì nó là 255 ha, 255. À. Nên một phần thập phân của IP4 là nó có độ dài từ 0 tới 255 nha. IP4 thì nó chia làm 5 lớp là A B C D E nha. Dựa vào cái giá trị của thằng thập phân đầu tiên này nha. Nếu thằng đó là từ 1 đến 126 thì lớp A, 128 đến 191 á là lớp B, 192 đến 223 là lớp C, 224 đến 239 là lớp D, 240 đến 255 là lớp E. Mặc dù là chia làm 5 lớp như thế này nhưng mà lớp E thì người ta không có dùng, dùng để dự phòng hoặc là thí nghiệm thôi. Lớp D thì dùng cho các địa chỉ dạng multicast nên chúng ta cũng không có dùng trực tiếp. Nên người ta chỉ dùng 3 lớp đầu tiên là ABC để đặt địa chỉ cho các thiết bị. ABC thiết bị. Ví dụ như chúng ta sẽ có cái địa chỉ này là địa chỉ lớp gì anh chị? Địa chỉ cho bài thành là lớp gì anh chị? Lớp C ha, ok, 192 lớp C ha. Địa chỉ 40.100.80. Lớp gì anh chị? Lớp A ha. Địa chỉ lớp gì anh chị? Đúng rồi, sai địa chỉ ha. Địa chỉ IP thì nó chỉ 0 tới 255 thôi. 256 như thế này là không phải là một địa chỉ IP nha. Rồi như thế thì đối với địa IP4 á thì người ta sẽ dùng 3 lớp ABC để đặt địa chỉ nha. Thì ta thấy thế này anh chị. Nha, ta thấy thế này. Nên người ta quy định thế này, đối với lớp A đó nha, lớp A thì người ta dùng phần thập phân đầu tiên là phần mạng nha, và ba phần thập phân còn lại á là phần host. Lớp B á là hai phần thập phân đầu tiên là phần mạng nha, và hai phần thập phân còn lại là phần host. Và lớp C đó thì ba phần tập phân đầu tiên là phần mạng và phần cuối là phần host. Yeah. Hai năm na người ta gọi ở lớp A thì cái phần mặt nạ mạng của nó là 8 bit. 8 bit hay là phần tập phân đầu tiên. Lớp B là phần mặt nạ mạng nó là 16 bit, và lớp C thì phần mặt nạ mạng của nó là 24 bit. 24 bit. Thì vào thời gian đầu của internet này, khi mà chúng ta cần địa chỉ nha, chúng ta cần địa chỉ. Địa chỉ IP á thì nó sẽ cấp thêm nhánh mạng và cấp
theo cái nhu cầu địa chỉ của chúng ta. Thì ví dụ như là ở cái cơ quan chúng ta cần 50 địa chỉ, thì lúc này người ta sẽ lấy một nhánh mạng thuộc lớp C để người ta cấp. Tại sao? Tại vì ở đây nè, tôi thấy nhớ ở lớp A thì nếu mà cái phần mạng là 8 bit thì thế phần phần host là 24 bit nha, 24 bit. Lớp B là phần mạng là 16 bit, phần host sẽ còn lại là 16 bit và đây là 8 bit. Ví dụ thế này, khi mà chúng ta cần 50 địa chỉ thì nó sẽ cấp cho chúng ta một nhánh mạng lớp C. Ví dụ nó cấp cho chúng ta nhánh mạng là 192 168 10 0 và mặt nạ mạng nó là 24 bit. Lớp C thì mặt nạ mạng là 24 bit. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta sẽ được quyền, nghĩa là chúng ta phải nha, phải giữ nguyên giá trị 24 bit đầu tiên. Còn 8 bit còn lại là chúng ta có quyền tùy ý thay đổi để chúng ta đặt cho các thiết bị trong nhánh mạng chúng ta. Như thế thì ở đây 24 bit đầu tiên nó là 192 168 110 đúng không? Còn 8 bit còn lại là chính là phần tập phân đầu tiên. Như thế là chúng ta có quyền thay đổi cái phần tập phân. Ta giữ nguyên 23 phần tập phân đầu tiên và ta được quyền thay đổi cái phần tập phân cuối cùng. Và cái tập phân cuối cùng thì nó chạy từ 0 cho tới 255. 255. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tới 255. Tổng cộng là chúng ta được 256 địa chỉ ở lớp C. Ở lớp C chúng ta sẽ có được một nhánh mạng trong lớp C thế này là có 256 địa chỉ. Tuy nhiên thì nó sẽ có hai cái địa chỉ là địa chỉ đầu tiên này và địa chỉ cuối cùng này chúng ta không có dùng. Địa chỉ đầu tiên là gọi là địa chỉ mạng, là địa chỉ đại diện trên mạng. Còn địa chỉ cuối cùng thì gọi là địa chỉ broadcast, là địa chỉ đại diện cho tất cả các thiết bị. Nên chúng ta chỉ dùng được là 256 triệu 2. Nôm na là ở đây thì tuần là địa chỉ thứ 1 cho tới 254. Như thế ta có tổng cộng là 254 địa chỉ có thể dùng cho nhánh mạng này. Do đó khi mà chúng ta cần 50 địa chỉ thì ta sẽ lấy một nhánh mạng thuộc lớp C để cấp cho chúng ta. Và khi cấp thì sao? Thì người ta sẽ cấp cái dãy địa chỉ và kèm theo mặt nạ mạng. Thì trách nhiệm của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ giữ nguyên cái phần số bit mặt nạ mạng, còn phần còn lại đó, phần host đó, thì ta tùy ý chúng ta sử dụng, ta lấy bất kỳ giá trị trong cái dãy đó ta xài. Ví dụ bây giờ chúng ta cần 500 địa chỉ, 500 địa chỉ thì lớp C nó không đủ thì người ta sẽ cấp lớp B cho chúng ta. Ví dụ như người ta sẽ cấp là cho chúng ta là địa chỉ là 172.30.0.0, mặt nạ mạng là 16 bit, thì cũng giống như lớp C vừa rồi là chúng ta chỉ giữ nguyên 16 bit còn lại, giữ nguyên 16 bit đầu tiên nha, còn 16 bit còn lại thì chúng ta tùy ý chúng ta sử dụng. Nên cái địa chỉ chúng ta nó sẽ chạy từ máy tới máy 172.30.0.0 cho tới 172.30.255.255. Tuy nhiên hai địa chỉ này chúng ta cũng không dùng được nha, đây là địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast không dùng. Ta sử dụng từ 0.1 cho tới 255.254 255.254. Nên tổng cộng số địa chỉ chúng ta có trong lớp B đó là 2 mũ 16 không trừ đi 2 địa chỉ là khoảng 65.553 địa chỉ nha. Mà chúng ta cần có 500 địa chỉ hả? Nên cấp 65.000 là nhiêu luôn. Phải không? Nhưng bây giờ chúng ta cần trăm ngàn địa chỉ đi. Thực tế thì cũng rất là hiếm công ty nào mà cần trăm ngàn địa chỉ không? Nhưng mà bây giờ chúng ta thực tế có công ty cần trăm ngàn địa chỉ thì có nhánh mạng cần trăm ngàn địa chỉ chứ.
thì lớp B không đủ thì người ta sẽ cấp lớp A nha. Lớp A, như lớp A thì người ta cấp địa chỉ là 10.0.0.0, mặt nạ mạng là 8 bit thì cũng giống như vậy, là ta sẽ giữ nguyên 8 bit đầu tiên, nghĩa là cái phần thập phân đầu tiên, và 3 phần thập phân còn lại thì chúng ta sẽ tùy ý sử dụng. Như thế là địa chỉ chúng ta nó sẽ chạy từ 10.0.0.0 cho tới 10.0.255 255 255 nha. Ta cũng bỏ hai địa chỉ này không dùng, ta xài từ 0.0.1 đến 255 255.254. Tổng cộng là chúng ta có 2 mũ 24 trừ 2 địa chỉ cho lớp A. Nên tóm lại thế này, thường khi mà chúng ta được cấp một cái thường á, ta thấy lớp A thì mặt nạ mạng là 8 bit, lớp B mặt nạ 16 bit ha. Lớp D, lớp C là 24, lớp B là 16 bit, lớp C là 24 bit, nhưng mà không nhất thiết là như thế ha, ta có thể cấp nhiều hơn. Ví dụ như là giờ người ta cấp cho ta một cái dãy như thế này. 1.2.30.33.0, mặt nạ mạng là 24 bit. Ở đây 1.2 là cái lớp B nha. 1.2 là lớp B thì thông thường ta nghĩ là 16 bit là mặt nạ mạng phải không? Nhưng ở đây người ta cấp chúng ta là 24 bit. Thì chúng ta cũng làm như cũ, cái cách làm thôi, nghĩa là chúng ta thấy ở đây là 24 bit thì chúng ta cứ giữ nguyên 24 bit đầu tiên. Và cái bit cái 8 bit còn lại thì chúng ta cứ thay đổi tỷ sử dụng ha. Tuy nhiên ta vẫn bỏ giá trị đầu tiên, giá trị cuối cùng là 0 và 255. 0 chính là địa chỉ mạng ha, 255 là 1.2.30.33.0 là địa chỉ mạng của nhánh mạng, còn địa chỉ 1.2.30.33.255 là địa chỉ broadcast, địa chỉ broadcast là địa chỉ đại diện cho tất cả bị trong nhánh mạng, địa chỉ quảng bá đúng không? Số tiền gọi địa chỉ quảng bá mà học môn mạng rồi phải không? Thì ở đây chúng ta cứ lấy từ giá trị 1 tới 254 là dùng thôi. Thì đó là cái cách mà chúng ta cấp địa chỉ trên nhánh mạng. Rồi tới đây mọi người có câu hỏi gì không? Hiểu không chị? Rồi nếu hiểu thì mình đi tiếp cái nữa là mình kết thúc phần lý thuyết ha. Nếu chị chú ý thì nãy thấy vấn đề rõ ràng đó là chúng ta thấy sự lãng phí địa chỉ phải không? Ví dụ như giờ chúng ta cần 500 địa chỉ. 500 địa chỉ mà cấp cho ta một cái mạng lớp B là 65.000 địa chỉ, chúng ta chỉ cần 500 thôi phải không? Thì nó lãng phí. Nên lúc này người ta có khái niệm là chia mạng con nha, chia mạng con nghĩa là từng nhánh mạng lớn á, nhiều địa chỉ là chia thành nhiều nhánh mạng nhỏ, thì gọi đấy là subnet nha. Subnetting là chia mạng con. Thì tuy nhiên thì phần chia mạng con này thì chúng ta để vào phần môn mạng mà chị Thanh với Lệ chúng ta sẽ nói ha. Ở đây thì nó ta không đủ thời lượng của môn học, do là cái hệ chúng ta thì nó bị giới hạn về thời gian. Thì cái phần chia bằng con ta qua cái phần mạng máy tính và truyền thông á, mạng và truyền thông dữ liệu mà ta nói kỹ hơn, thì chắc chắn là tất cả sinh viên của cái lớp này phải học cũng đó thôi. Chúng ta có khái niệm là chỉ IP private, private kia là địa chỉ IP dùng riêng. Địa chỉ IP dùng riêng là địa chỉ gì? Là địa chỉ trong cái bảng này này. Ở lớp A thì đó là 10 chấm không chấm không chấm không cho tới là 10.255.255. Ở lớp B là 1.2.16.0.0 đến 1.2.31.255.255. Lớp C là 1.9.2.168.0.0 đến 1.9.2.168.255.255. Những địa chỉ IP này ta gọi là địa chỉ IP private, dùng riêng. Dùng riêng là sao? Là chúng ta có thể tùy ý sử dụng, tùy ý lấy sử dụng, đặt cho các thiết bị trong nhánh mạng chúng ta, không cần phải mua sim gì hết. Tuy nhiên thì nó chỉ có giá trị trong nhánh mạng chúng ta thôi.
giá trị trên mạng cũng ổn thôi, không có giá trị internet. Ngược với cái Rabbit thì chúng ta có IP public. IP public là những IP mà nó khác cái bản này nè. Hay gọi là IP thực á. IP thực chúng ta muốn có thì ta phải mua thuê ha, và nó có giá trị trên internet. Tới cho nên thì người ta kết hợp giữa cái IP public và IP private này để người ta giải quyết chuyện thiếu địa chỉ là IP 4. IP 4 thì thực tế nó có 4 tỷ mấy địa chỉ này, hiện nay thế là không đủ không, thì người ta mới có cái cách là dùng NAT nha, dùng kỹ thuật NAT để người ta giải quyết chuyện thiếu địa chỉ. NAT thì viết tắt có chữ là Network Address Translation, chuyển đổi địa chỉ mạng. Thì ở đây chúng ta thấy là ta có một cái nhánh mạng cục bộ đây. Nha, có router, cái switch, các thiết bị. Thì lúc này các thiết bị này nó sẽ nối kết cho mạng cục bộ. Nha. Và nó được đặt cái địa chỉ IP private. IP private. Nên khi mà nó giao tiếp giữa các thiết bị trong mạng cục bộ thế này thì nó dùng IP private. Ta có cái router đây. Cái router này nối kết Internet nên chỗ này nó sẽ được đặt một cái IP public. IP public nghĩa là IP có giá trị thực này. Nên trong trường hợp mà các máy tính mà nó giao tiếp trong mạng cục bộ thế này thì nó dùng IP private nha. Khi nó đi ra ngoài, cái nó ra ngoài thì khi nó đi ngang những router thì router nó có cái dịch vụ NAT nha. Nó giúp là nó sẽ lấy cái địa chỉ IP private này nó thay thế bằng IP public và đi ra ngoài. Với kỹ thuật NAT thì lúc này nó cho phép chúng ta dùng một địa chỉ IP public cho nhiều cái máy tính trong một mạng cục bộ, trong một nhánh mạng. Thì thực tế ở Việt Nam mình thì do là vấn đề kinh phí và thiếu địa chỉ á, mình vô internet cũng trễ nên là mình không có nhiều IP thực lắm, nên là đa số là ở Việt Nam mình đã dùng cái kết hợp giữa IP private và public thông qua dịch vụ NAT để chia sẻ IP. Anh chị về anh chị kiểm tra trong cơ quan mình, trong công ty, trong 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 trường học mình thì hầu hết các thiết bị là nó đều đặt cái địa chỉ IP ra thế này, và khi nó đi ra ngoài internet thực tế khi kết nối ra internet á, qua cái router nhà mạng đó thì nó lúc này nó mới được đổi thành IP public. Tất nhiên nếu như mình vào cơ quan công ty mình vào mình mua luôn nhiều IP public, một nhánh mạng IP public luôn, thì lúc này mình không dùng IP ra việc đây nữa mà tất cả các máy trong cơ quan công ty mình đặt IP public á, ví dụ đặt 140, 113 gì đó ha, và đây là một IP public và nó đi thẳng ra ngoài luôn, không cần NAT gì hết. Rồi đó là xong phần lý thuyết. Mọi người có câu hỏi gì không? Lý thuyết hôm nay ha. Vậy học lý thuyết thì tuần sau chúng ta còn một buổi nữa, kết thúc môn luôn. Mà làm câu điểm danh ha. Còn dạy môn nào cho lớp nữa không? Chắc là còn đó, nhưng môn nào thì tùy theo phân công nữa, chứ tôi có xét được lịch không đó. Hay ngày 3 tháng 8 không? Chắc là còn nhiều mà. Chắc một hai môn nữa nha. Mà còn môn nào thì còn tùy. Thì theo phân công của đơn vị, với bạn là cái thời điểm mà đó tôi có thể sắp dạy được. Chắc chắn có thể là môn mạng là có thể gặp nè, môn mạng thì có thể tôi gặp học kỳ tới.
từ từ đừng gấp. Chúng ta sẽ có cái bài thực hành 4 ha. Thực hành 4 tôi đã tạo lên cho chị. Bài này nó cũng hơi dài đấy, dài hơn bài 3. Thì yêu cầu bài hướng dẫn thực hành gì đó vân vân thì có hết trên video ha, chị xem qua và làm. Chị tranh thủ làm bài này, chị nào nộp bữa nay ngày 3 phải không? Ngày 3. Ngày 3 cái môn bài thực hành 3 là ngày 12 hết hạn, thấy có một số chị nộp rồi nè. Ngày 12 thì đây môn này bài này sang tuần được không? Ngày 19 tháng 8 nộp được không chị? Hello, chị cho ý kiến đi. Bài thực hành 4 ngày 19 tháng 8. Mình 98 nộp được không? Đâu rồi, nói trả lời được hay không đi. Hello. Được phải không? Rồi chốt ha. Hết ngày 20 không? Được. Rồi, hết ngày 20. Không, nếu thống nhất ngày không có cho về nữa nha. Trước à. Tôi có dạy môn an toàn hệ thống nha. Thường là tôi dạy môn đó cho lớp đi từ xa, môn đó tương đối khó nha. Môn đó ngay cả các bạn chính quy học nó cũng nặng á. Hết ngày 20 hả? Hết ngày 20 là thành ngày 21, không giờ ngày 21 ha. Ngày 20 là thứ mấy? Chủ nhật ha. Rồi, chúng ta có như thế là bài thực hành 4 ha. Dành thời gian làm nha, và nó cũng dài đấy. Mật khẩu là A cộng BC 1, 2, 3. 4 câu thôi, đơn giản. Rồi mình làm lấy điểm. Rồi mọi người tranh thủ làm ha. Thôi dễ phải không? Ai làm xong thì nghỉ, ai chưa xong thì làm cho xong. Rồi hẹn gặp lại tuần tới ha. Mọi người cố gắng làm bài thực hành đúng hạn để lấy điểm. Bye bye nhé.